đi ra đây nhớ đi nhớ đi mua nữa hỏng nó có ích gì cái tao nữa đó. Nó là lấy cái bì nó đi vào bớt to nhưng mà ướt hết rồi mình về mình kéo ra nó mệt lắm. Thì lấy 28 tao. Tao một mượn cái điện thoại chia sẻ phát. Không không, đây là điện thoại. Tao mượn một cái điện thoại chia sẻ đi. Trên mấy cái bàn xả ra tiếp. Chị có chuyển khoản cho em chị. Chưa em cần tiền. À, xin chào cả nhà nha. Hello cả nhà nhé. Cho cái cây like nó cao lên xíu nữa sao. Đang thèm tiền. Nó đang cần tiền. Xíu nữa đã. Cần tiền ngân hàng chứ không cần tiền mặt. Cho thì cũng được. Rồi xin chào cả nhà nha. Chị nào thấy Nguyên rồi tương tác cho Nguyên đi dạo mình ơi. Cái gì nhà Nguyên cũng có hết á. Lên nhanh nhá, vô và chia sẻ lên luôn cho Nguyên nha. Rồi heo bé thấy viên này ra không không ấy. Lấy cái Facebook mới đi. Lấy Facebook mới đi. Tốn bao, tốn mực, tốn công. Rồi lên đi dẹp mình ơi, vào nhanh nha. Tâm Phạm. Còn mua có cái không chịu đi đơn hết. Ôi không có tiếng à. Ôi chết. Có tiếng gì sao, nghe thử mở to lên hả sao. Nghe thử. Nghe thử. Cái này chưa phải là bom, cái này là xả thôi. Mấy thằng cứ mua cái. Một ngày, em nói một ngày đi được vài trăm đơn thì phải hết 30-40 đơn xả. 30 đơn xả. Cái này phải 30 đơn xả. Này. Đây là chưa bom. Chưa bom mà cứ mua có một cái sợ tốn tiền ship mà gom. Chị em mình biết để gom từ cái thời nào qua cái thời nào. Để từ cái thời nào qua cái thời nào. Lại thiếu tiền à? Lại thiếu tiền. Mua chi hồng đó, mát tiền mà thiếu tiền đi. 2 triệu mấy. 2 triệu mấy luôn à? Gì đây hả? Mua ít chứ đâu, mua nhiều đâu. Mua ít đâu, mua nhiều đấy, thì đi không mua nữa nha. Nhớ ngày bữa nay vô chút đàn thằng chót ra. Cứ mua một cái xong xả, cứ mua cái xong có sợ tốn tiền ship. Đó. Đây. Ba bao lận ấy. Ngày nay chốt mấy trăm đơn thì là được từng nào đơn xả đây. Biết không? Có những chị mua đến 300 nghìn rồi mà đòi gom nữa chị em mình. Mua 300 nghìn mà đòi gom nữa. Ít quá sợ tốn tiền ship.
ship 129. Nhiều lắm. Chị nào mua xong chị em mình biết từ ngày 10 đến ngày mấy đó hả? 17 rồi. Mà nhắn tin bao nhiêu lượt không trả lời. Đây trong tin nhắn trong nó không trả lời. Mà gọi không nghe máy, hôm nay nghe được máy là kêu là ủa bữa giờ có chốt đơn gì đâu. Không gọi chốt đơn gì hết, xong xả. Này. Nhiều người có cái đồng tiền cái là mua hàng kiểu này chả hiểu luôn. Như Viettel là không có 459 đâu. Chỉ 50 rồi. Rồi tạm thì lên đường này đi đã. Tạm thì like đường này đi đã, để lên nhanh nhé chị em mình ơi. Vô nhanh nha chị em mình nhé. Vô nhanh đi. Cảm ơn cô chú Nguyễn Bụng nha. Rồi cho nguyên con này trước dạy mình là 4 cái. Em bán tặng 39.000 luôn. Hai chị em mình xác định mua hàng đặt nhé. Còn không xác định mua hàng thôi. Đó, còn đã mua hàng rẻ thì đừng có ngại tốn tiền ship. Giờ đang chốt đơn nha, em đang chốt đơn lúc tối ngày hôm qua. Giờ đang chốt đó chị. Chốt cái đơn cũ rồi. Còn chị có đơn ngày hôm qua là giờ đang chốt đó thôi. Rồi trong nguyên con này 39.000, chị nào ngại tốn tiền ship thì đừng có mua hàng. Mua hàng cứ gom gom tới gom luôn, bao nhiêu ngày xong xả đơn. Mất công lắm. Con này 39.000, 5 con luôn. Lên mã chip 39.000 5 con nhé. Em nói trước nha. Nó làm phiền người ta vậy mà. Trong nguyên này chip 39.000. Chip 39 trong nguyên là được nhá. Chip 39.000 5 con. Chị nào xác định mua hàng đã đặt, đừng có sợ tốn tiền ship vì nguyên nói thiệt sự là em gửi việc theo. So ra giá nhà nguyên một mã trên người ta ít nhất 20.000 rồi. Trên ít nhất là 20.000 như vậy ông người ơi. Đó. Rồi trong nguyên con này lên mã bé cho nguyên size 2. Cái này bằng nhím có gì ta? Cái này bằng nhím có gì ta? Chưa à? 39 ba kiểm tra ai chia sẻ. Rồi con này lên mã xịn cho nguyên này CS, con này đẹp lắm nè. Xịn CS. Cho mừng cái điện thoại, một cái điện thoại trước đã. Rồi lên cho nguyên mã này, mã xịn size S cho nguyên là ok. Chào một xíu. Được vài trăm đơn thì phải hết trăm. Thứ ba chín cho chị Ly. Rồi cho nguyên con này lên xịn đi. Cho nguyên mã xịn đi, size S, size 50-52. Xe 50-52, 355.000 đi chị em. Con này em đi 49.000. 49.000 nhá, con này hàng em đang sale 65.000. Hàng hãng. Hàng hãng CS. Ừ. Hàng hãng CS. Lên mã hãng CS là ok. Sao? À, ngồi trên giường à, nó ngồi dưới đi. Rồi lên mã hãng CS cho Nguyên là được nhá. Chị nào lấy hãng CS chốt luôn dùng Nguyên. 49.000. CS đấy, hãng CS 49. Rồi cho Nguyên con này. Chip này là 129.000 một chục. 129.000 một chục. Cái này em đi luôn chị em, 49.000 5 con đi. À rồi 59.000 5 con. 59.000 5 con, lên mã chip xịn 59.000 5 con. Con la, con vô con đó, con la. Cứ không cần mát. Vô phải la, phải quyền lực lên. Nhà mình mà. Dạ không chị, không lên phao nha. Trong nguyên con này nhá. Lên mã chip xịn cái này 40, 60 gì mang ok hết. 62 cái vô tư luôn. 59.000 con này dòng chip xịn cho Nguyên nhá. Cái hàng này là hàng người ta đang đi 85-89.000 5 con đó dạ mình ơi. Lên mã chip xịn cho Nguyên là được. Giá đi 59.000 nha. Cho Tàng Uyên. Còn một set chip xịn, chị nào lấy chip xịn, lên chip xịn cho Nguyên là được. Ủa sao 4XL. Bữa chị chốt áo đó không có giờ bôm đấy. Nói chung là nhiều thể loại người lắm vậy ơi. Gặp nhiều người chán lắm luôn ấy. Thôi không nói nữa, ai làm nói chịu nhé. Ai nghiệp người nó hứng nha. Cho Nga Nguyễn. Rồi cho Nguyên con này, size gì đây ta? Size 4. Size 4 là 70kg anh chị. 70 đúng không? 75kg à. Có thế giờ mình còn size 4 nữa không? Rồi hai con size 4 đi. Lên mã cao cấp cho Nguyên đi. Con này mà nhận hàng về ai cũng phê hết nè. Lên mã cao cấp, một cái màu xám xám và một cái màu xanh. Màu xanh này, à chưa cho chị Di à, 75kg chưa cho chị Di. Chưa chị gì á, chị gì ấy. Chị gì mà kêu ghé á. Thúy Hà gì á. Chị Hà đó. Chị gì Hội An ấy. Đấy, chưa cho chị con nó đi. Rồi cho Nguyên mã xịn. Con táo, xã 89 luôn, ai nhanh tay còn có nè. Comment mã quần xịn size 75. Quần gió xịn size 75 cho Nguyên là ok. Gió xịn size 75 cho Nguyên là được. Comment mã gió xịn size 75 tối nay nhìn có hết chị ơi. Ra có hết. Chăn có hết. Tối nay có một mã chăn rất là rẻ và rất là đẹp.
Rồi nhá, chị nào lấy mã quần xịn trung em là ok. Quần xịn trung em là ok. Năm đôi tắc nam. Hàng này em đang đi chị em mình 75.000 đúng không? Tắc cổ cao nha chị em mình, tắc nam. Hàng tắc đẹp đang đi 75.000 đúng không? Em đi luôn chị em mình con này 60.000 năm đôi. Lên mã tắc nam. 60.000 năm đôi chung là được nhá. Cầm em mã tắc nam. 60 kg chị ơi, em đọc cái size nào chị em chốt size đó dùng em nhá. Em đọc 75 kg thì cứ 75 kg chốt giùm em nha. Rồi lên mã tắc nam cho Nguyên 60.000. Gió xịn ui lâu lắm mới thấy đơn của Hưng cho mà Hà đấy nha. Gió xịn là 89.000. Rồi con này lên luôn dùng nguyên size 52. Size 52 115.000. Gió turbo hàng đẹp. Con này 89.000. Con này gió turbo hàng đẹp như vậy mình ơi. Đây hàng này Nguyên đang sale. Đang sale là 125.000 là giá sale. Đấy con này là giá xả 115.000. Chốt mã này size 52 đổ về nha. Lên mã gió xịn cho Nguyên. Gió này gió turbo nhé chị mình ơi, đẹp lắm. Chốt mã gió chung là được. Comment mã gió chung là ok. Comment mã gió. Rồi con này lên luôn dùng đi. Sang thì bé gọi biết không được. Sang thì bé gọi biết không được CS. Hàng GUE. Hàng hãng cho Nguyên nhé. Hàng GUE hàng hãng. Con này em đi chẹo mình 69 cao luôn. 69.000. Lên mã áo hãng chung là được 69k. Áo hãng 69 CS size 50-52. Hàng 355.000 giá tát cái dẻo mình ơi. Lên mã áo hãng chung là được. Comment lên luôn dùng em nhé, tương tác lên luôn dùng em chị em mình ơi. Lên mã áo hả, siêu siêu lại luôn. Áo hạng gì? Áo hạng mấy ta? Hồi nãy mới đọc xong bao nhiêu ta? 69.000 đi. 69.000 đi. Con này tàu nhá. Tàu nhá, form này 60-62 vô tư tặng 29.000. Áo tàu. Tắc nam trong Mai Thí Diệu. Con này là áo tàu, đâu có. À tắc nam à. Lên con này áo tàu chung là được. Em không nhớ chị Hồng Vân ơi, tối nay không có bộ trung niên. Lên mã áo tàu, con này em đi trẻ mình là 29.000. Sắc nắp nhá, 60-62 vô tư. Lên mã áo tàu chung là được. Rồi tiếp chung em con này đi trẻ mình ơi. Mì đùi, size 55. Giờ tìm không ra con này mì đùi size 55. Đi trẻ mình con này 40. Quần mì đùi size 55. Nha, quần mì đùi size 55. Chị nào lấy mì đùi size 55. Tàu cho Lê Hạnh. Kiểm tra Lê Hạnh nào ấy. Là Lê Hạnh nào, chị Lê Hạnh ơi lên thông tin trên like cho em đi chị Lê Hạnh. Rồi cho Nguyên con này 40. Chốt mã 40 mì chung là được. Cho chị Mai Thí Diệu. Mai Thí Diệu. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này bán tặng luôn nhé. Bán okay, tặng luôn nhé. Ok nè. Con này lên mã này là mã kiểu cho Nguyên là được. Tặng con này 39.000. Ai nhanh có nè. Con này dạng crop top size 55 đổ về. Chút mã kiểu cho Nguyên. Con này chất có tông tàu. Hàng công ty. Hàng 1988. Hàng em đang sale 55. Hàng đang sale 55. Rồi tiếp luôn dùng nguyên bộ này. Comment mã bộ bé size 18. Đi luôn chị em bộ này 29.000 luôn. Bộ bé nha. 29.000. Lên mã bé vàng 29 cho Nguyên là ok. Bé kiểu vàng 29 nhé. Yên. Bé vàng 29. Chị nào lấy bé vàng 29. Bé xanh 29 luôn. Size này là size 18. 18. Chốt mã bé xanh 29 luôn. Comment mã bé vàng và bé xanh 29.000 luôn. Cái bộ này này chị mình nói siêu rẻ nha. Chốt bé lên mã này Hạnh. Bé vàng và bé xanh dùng Nguyên nha chị mình nhé. Ghi rõ Lê Hạnh nào nha. Vì có hai Lê Hạnh ấy. Lê Hạnh Xuân Thu thì ghi ra Lê Hạnh Xuân Thu. Rồi cho Nguyên con này nhé. Comment mã này bé xanh chung là được. Lên mã bé xanh cho Nguyên. Rồi tiếp bé con này. Bé xanh cho Châu Mỹ Trang. Con này là hàng 125.000. Bé xanh rất là thấy cho Lê Hạnh nha. Con này là form 60-62 nè. Hàng này em đang đi 125 nè. Rồi cho Nguyên con này. Comment mã gấu cho Nguyên là được. Con này đẹp lắm. 60-62 vô tư. Comment lên luôn dùng Nguyên con này. Giá đi luôn chẻo mình con này là 69k. Con bé vàng nha. Kiểu hết rồi chị ơi. Còn bé màu vàng cho Nguyễn Ly. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã gấu cho Nguyên 69.000, hàng 125. Gấu 69 125. Quên lộn, gấu 69.000. Gấu 69.000 và hàng đó hàng 125. Nói lẹo nó gộp trẻ mình tìm ra không biết giá nào mà chốt luôn. Cho Nguyên con này. 69.000 đi. Gấu 69 cho Anna Lê. Gấu quên lộn. Nó chậm lẹo miệng, cái miệng chán dễ sợ luôn. Con này lên mã lọ cho Nguyên là được. Comment mã lọ cho Nguyên là ok nha. Chút lọ cho Nguyên 40-60 gì mang ok hết cho Nguyên con này. 69.000
hoặc lên mã hén cho nguyên con này. Tay hén con này cũng chạy quá là nhiều luôn. Chị nào nhận hàng con này về cũng ưng. Chị nào nhận cái con áo này về cũng ưng này. Lên luôn dùng nguyên 69.000 nha. Chốt mã 69 cho nguyên là ok như vậy mà nó. Cầm em mã 69 cho nguyên là được. Rồi tiếp luôn dùng nguyên chị này mua hàng xong vậy em biết. Không có gì chương thôi nha. Mua hàng xong cái gì đó về không ưng, bên nhận nguyên cái không xử lý kiểu mà về không ưng ấy. Xong. Đơn thì không nhận hàng, thế thì thôi hủy đơn. Đây. Hủy là hủy luôn, em nói là hủy luôn là không bao giờ em bán kiểu như thế này nữa nè. Về cứ mua hàng mà kiểu như là có cái mã nào không ưng cái là đổi em không đổi. Cái là em kêu là nhà em không xử lý những trường hợp như này, lỗi hay là như thế nào thôi. Xong. Thôi hủy đơn, thế em hủy luôn nhá, những chị nào thì em hủy luôn nè. Rồi cho nguyên con này áo bé cho nguyên. Con này tặng 39.000 luôn, sang 22. Áo sọc bé tặng 39.000, con này đẹp lắm luôn, 22. Lên mã tặng bé 29 à 39.000. Sang 22 cho nguyên là được nhá, tặng bé 29.000. 39.000 sorry. 39.000, 39.000. Rồi cho nguyên con không có màu đen đâu chị, bữa giờ nó không về màu đen. Rồi lên mã chữ xám 39.000 luôn. Chữ xám 39 sang 22, mấy con này đẹp lắm chị ơi. Chữ xám xa 12 giá đi 39.000 39.000 nhá nha. Chị nào lấy cái này lên mã chữ xám chung là được. Thì hàng ngày nào nói thiệt là ngày nào em cũng like hết. Ví dụ giờ mình đi đơn thực sự mua một hai mã là đã so với thị trường là mình dư tiền ship rồi thì để đi đơn chứ trẻ mình cứ gom tới gom lui còn không chịu đi đơn như này xả là sao không bán nữa. Em nói trước nhá. Rồi cho nguyên con này đào lương lên thì chỉ số điện thoại nhé. 17-18 ký siêu nhân trong nguyên hàng công ty này. Cái này em đang xây 95.000 đúng không. Em đi chợ mình mã này 80.000 luôn, ai nhanh có. Chốt mã 80. Đi nhập vô gần 80 mấy nghìn, 88.000 rồi, 87-88.000. Bé xám cho anh Phương. Bộ này đi 87-88.000 rồi này chợ mình. Đi chợ mình đang sale chợ mình 95. Một bộ này là size 17-18. Nha, lên mã siêu nhân cho nguyên là được. Siêu nhân size 17-18. Nha, size 17-18. Đào lương này đi chỉ số điện thoại nha. 80.000, 80.000. Rồi siêu nhân size 14-15. Siêu nhân size 14-15 luôn. Cầm em mã siêu nhân cho nguyên kèm size 17-18. Nhãn áo cô 49 đẹp lắm em. Cảm ơn chị Sương Thu, khách nhà em khách sĩ cũng nhớ nói như thế mà. Không nghĩ cái bộ cái áo đó mà 49.000 à, khách chính khách sĩ mà cũng nói như thế. Anh Hoàng Trang. Rồi cho nguyên con này. Size này là size 10 13-14. 13-14, chốt mã 80, size 13-14. 80 và size 13-14 lên chung là được. Rồi cho nguyên con này. Áo bé này dạ mình ở size 30-32. Bé xe 30-32, cái này giờ chỉ có hàng bom mới có thôi chị em mình ạ. 80 anh Hoàng Trang có rồi nha. Con này lên chị em mình 70 9.000 luôn, hàng này em đang xe 89.000. Siêu nhân nè, 13-14 nè. Siêu nhân 13-14 đấy. 14-15 rồi à? Không, 14 thôi. 13-14 thôi. Còn em mã gió bé cho nguyên size này là size 30 2-30-32, chốt lên luôn dùng nguyên con này giá 79.000. Gió bé nhá, con này. Giờ xe to không còn cái nào luôn á. Xe to không còn cái nào, nó mất công lại đi lại về lắm luôn. Ừ, nên là chị nào cho chị Sương Thu. Chị nào xác định mua hàng chị em mình đã đặt nhá. Chứ không mất thời gian lắm luôn. Thiệt. Mọi cái con lai đi lai về nó rất rất là tốn thời gian. Đây chị em mình nhìn. Còn hàng xã. Còn nữa à? Trang Nguyễn này không cho số điện thoại đúng không? Nhiều chị mua hàng dở người chị lắm cho luôn. Em thiệt luôn. Nhiều chị mua hàng dở người lắm luôn. Nên những con này bao nhiêu chị chốt hàng không có. Sai nè, sai 24. Lai đi lai về. Có cao su non thôi. 24 kg nè, 39.000 luôn. Lên mã sọc. Sọc 39 giờ không có mấy con này nên chị em mình này. Đúng một đợt hàng thôi. Chị nào lấy sọc size 23 24 chốt ok. 39.000 sọc luôn. Chị nào lấy sọc lên sọc size 23 24. Anh Phi Lê, cái đợt này là hàng đợt trước là 5 ngày rồi nè. Mua một cái áo 49.000 cứ để đó chị gom đi em. Đây phải là nhà Nguyên khó đâu. Có phải nhà Nguyên khó đâu. 4 đến 5 ngày không chịu gom thêm. Xong. Rồi là chị ơi không có thêm cái gì nhà em đi đơn chị nha. Hủy đơn. Là những cái chị nào lần sau em không bán nữa em nói trước. Không phải nhà em khó cứ đơn là nhà em đi đơn hết rồi. Vẫn để cho khách. Vẫn để cho khách gom thêm like hay like. Cuối cùng không gom xong đi xả của nhà người ta. Cho Nguyên con này nhá. Không thì nói từ đầu đi. Có một cái xả em xả luôn. Mất công tốn thời gian nhắn qua nhắn về sai 2. Sai nè sai 2. Size 2, 39.000 luôn. Cái này lên mã 22 kg. Con này bé trai bé gái gì mà được hết. Nhiều chị quá trẻ luôn á. Hai cái quần ring xịn. Size này là size 55. Em đi luôn chị em mình. Thế em làm hư gì? Nạt đi. Để mày vô chơi đó. Nạt vô nạt đi. Không được làm hư của nhiếp. Còn mà. Không là đuổi về. Gì cũng ra mét.
Sao 55kg đổ về này chị em? Anh Phương bé em lấy mã pin cho Nguyên. Đấy. Không cho đuổi về. Phá là đuổi về luôn. Con này em đi kẹo mình đang sale mấy tiền? 95.000 rồi đúng không? Đang sale 95.000 rồi đúng không? Em đi luôn kẹo em con này 79k riêng. 79k riêng cho Nguyên là được. 79k riêng cho Nguyên nhá, size 55. 79k gấu size 55 luôn. 79k gấu size 55 ra chốt giùm em xíu chị. 79k gấu size 55 luôn. Con này em đang đi là sale 95.000. Sale 95.000, còn hàng bình thường hàng 169. Coi cái dưới chị Tình Hữu không có logo người chia sẻ đâu. Cái này mà chị mình không chia sẻ phí lắm luôn. Không thấy chị nào có logo người chia sẻ hết. Size 55 đổ về size M nhá. Ồ, Nhung Hà Hà vẫn chưa chia sẻ luôn. Bình thường không mua hàng thì chia sẻ, mà hôm nay mua hàng lại không chia sẻ, chơi gì kỳ trời. Sao không chốt? Chơi đi người. Không có thấy chị nào chia sẻ luôn, buồn ấy ghê á. Trời ơi. Gấu cho chị Mai Thúy Diệu. Đây. Buồn ý không? Mua con riêng 79.000 mà không có chia sẻ là như thế nào. Buồn ý chị em mình quá. Buồn quá luôn á. Thắng lợi có chị ơi. Xíu em lên. Rồi con này đẹp lắm luôn. Size 2 39.000 luôn. Lên mã sau bé gái size 2. Con này vải đẹp cực kỳ luôn. 39.000 con này. Gió bác như chút rồi chị, không phải con đó. Gió bác nhà em chút rồi. Buồn ấy ghê không? Trời ơi. Sao rồi như thế này mà không có logo người chia sẻ. Chị Hạnh Heo có đơn chưa nhỉ? Hạnh Heo có đơn chưa? Tao có thấy đơn gì đâu chị. Con nó size 2 đó. Sao cho chị Lê Hạnh. Lê Hạnh cổ măng. Lê Hạnh cổ măng. Con này mũ 39k luôn size 2. Con gì đây? 39 này. Hả? 39.000. 39.000. Xíu nữa thôi, em chờ em xíu nữa thôi. Đào like thôi. Rồi cho Nguyên con này. Đi 39.000 luôn. Nhưng mà đâu có logo à, rồi ok. Rồi em lên máy cái nữa. Em lên máy cái để em lên hàng mới chứ ngày nào em cũng nhai đi nhai về mấy cái này em chán quá đi chị mình ơi. Này, nhiều lắm, mới được mỗi bao thôi đó, còn 2 bao nữa. Còn 2 bao nữa, chưa hết bao này. Còn 2 bao nữa là tốn bao. Mũ 39 nha. Hả? Mũ 39k đó, tốn bao. Tác nữ đẹp trong nguyên 39. Mũ 39 cho hàng ly. Cái này phải, cái này 39.000, cái này hàng hàng lẻ trong hàng xã. 39.000 năm đôi. Lên mã tác nữ đẹp trong nguyên 39.000 năm đôi. Tác nữ đẹp 39.000 năm đôi như chị em mình ơi. Con này đẹp lắm. Thái chị Yến Mary ơi. Thái chị nha. Rồi lên mã tắc nữ đẹp trung ương là ok. Rồi lên mã tắc nữ đẹp trung ương. Ôi bộ KT Thái. Size này dễ mà 55 độ về bộ dài nhá. Không chị ơi. Không chị ơi. Comment luôn dùng nguyên cái hàng. Bộ này bộ KT Thái trung ương là được nhá chị em mình ơi. Bộ KT Thái. Tắc nữ có 2 set. Chị Tình Hữu vẫn không có logo chị ơi. Chị buồn ghê á. Trong nguyên bộ này 39.000 luôn. 49.000 luôn chứ. 49.000. Bộ này 49.000. Bộ KT Thái và size này 52-55 đổ về là chỗ ok. 52-55. Chốt mã bộ KT chung là được bộ KT Thái đó. Rồi cho Nguyên con này. Áo bé size 18, size 15. 15-18kg. Áo bé cho Nguyên. Từ 15-18kg cho Nguyên là được. Bộ KT Thái đi, 49.000. KT Thái cho Duy Phương. Rồi cho Nguyên con này. Cho lên cái ra luôn. À, thắng lợi có luôn nha. Rồi em lên, giờ em lên chị ơi. Giờ em lên đây. Giờ em lên ra, em lên trang trước, trang có ít. Chị em mà nhanh tay. Rồi cho nguyên con này áo bé hồi nãy bao nhiêu tiền coi. Từ 15-18kg. Đi 30.000 đi. Đi 30. Không, con này khác. Con này 30. Thôi xả 30. Con này mấy? Size cho bé nhà mình 32. 49.000. Con này 35-38. Lê Hạnh. Con này từ 35-38kg là ok. Con này em đi giảm 69.000 luôn. 69.000 mã mũ. Chị nào lấy mũ 69 chốt. Con này đẹp lắm này. Mũ 69. Con này mới vừa chốt xong luôn. Thôi cái này còn để hàng lại nhé. Để hàng lại đi. Không có đâu, chị Hồng Nguyễn ơi. Không có chị ơi. Chị bưng giùm em cái
cái chăn vô với chăn nó ra gì mày. Mũ nào 35. Mũ nó 69.000. Size 35 38. 35 38 ký đó. 35 38. Rồi cho nguyên con này 49.000 một set này. Dạ cả thắng lợi luôn. Cả thắng lợi cả ra cả chăn nó luôn. Đấy, nguyên một lố nó cho em đi. Nguyên một lố nó cho em. Em nói tối nay cái mã này nó rất là đẹp. Mã rất là rẻ nhé chị em mình ơi. Rồi cho nguyên con này. Chip 49.000 10 con. Âu lụng 49.000 5 con. Chip này bao giảng vô tư thoải mái nhé. Bao giảng vô tư thoải mái cho nguyên là được. Nha chị nào lấy chip 49 cho nguyên là ok. Mấy chị bỏ thì like chị ơi. Đây này chị em mình ơi. Em nói là con này chị em mình sang. Cái kéo phát cái này sao? Cho lấy mã này. Cái này có mấy chục cái thôi. Riêng cái mã này sang được vài chục cái thôi. Cắt y cọc lên cái này chắc là chị em không chọn màu, toàn màu đẹp đây nè. Cho lên nguyên cọc. Ai đừng gọi giùm tới nhá. Này chị em mình ơi. Đẹp cực kỳ nhưng mà mỗi mẫu có một cái hai cái thôi nên là chị em mình chip chút chip đi sao. Nên là chị em mình đừng chọn chỉ cũng chín cho đừng thôi chọn đi. Mẫu giùm em nhá. Cái này là chăn tuyết cho Nguyên, chăn tuyết vừa phải thôi, không quá dài nhưng mà ở thời điểm nào quên lộn ở thời tiết ở mình thì là dùng con này quá là ok. Dùng con này quá là ok, vừa nhẹ nha. Chip đi chị, đấy chip ghi vô bì đi. Chip ghi vô bì đi, chip 49 ghi vô bì đi. Còn ít trong đó mà. Còn ít trong đó mà. Rồi lên cái mã này có vài chục con thôi. Nên là cái này chị nào lên trước có, chị nào lên sau hết hàng. Nha, lên trước có, lên sau hết hàng. Chăn tuyết cho Nguyên nha chị em mình ơi. Chăn tuyết cái này hơn ký á. Chăn tuyết này vừa nhẹ và vừa ấm nha chị em mình ơi, dạng chăn lông như này nè. Nè, vừa nhẹ và vừa ấm nha chị em mình nhá, nhìn nè, mềm đẹp nha, không quá dài. Không quá dài cho cái mã chăn tuyết này nè chị em mình ơi. Thời tiết ở mình thì mang dùng con này quá là ok. Hơn 1 ký nha chị em mình nhá. Hơn 1 ký cái này chị em mình mua ít ra là 150 hoặc là 180.000 một cái. 150. Rẻ là 150, còn không người ta sẽ rơi vào chị em mình 170, 180 một cái. Nếu chị em mình đi ra ngoài. Đó, cái này em có mấy chục con thôi. Cái này ai lên trước có nhé. Toàn màu đẹp thôi. Nên là cái này cũng không chọn màu giùm em nhé. Nhiều họa tiết lắm luôn. Một cọc như thế này 10 màu. Một cọc 10 kiểu. Nhá chị nhá. Nên là không chọn nha. Nguyên đây luôn chị em mình con này 125.000 một cái. 125.000 cứ lên mã chăn tuyết 125 to bự lắm. 2m, 2m2 luôn. Nhiều mẫu lắm. Em sẽ bóc ngẫu nhiên chị em mình. Cứ lên mã chăn tuyết 125 cho Nguyên là được. Kích thước của nó là 2m, 2m2. Bộ 69 chốt rồi chị ơi. To lắm luôn á chị em mình này. Giường cỡ giường nào dùng cũng được cái này hết. Chốt lên luôn dùng Nguyên nhá. Cứ lên mã chăn tuyết luôn dùng là ok. 125.000 một cái. Lên nha. Set là 2 set chip à. Lên rõ cho em là set chip hay set chi đó chị ơi. Em bóc đại máy, rút đại màu cho chị em mình nhá. Cứ lên mã chăn tuyết cho Nguyên là được. Thời tiết ở mình mang dùng con này là quá ok rồi. Chị em mình không có cần quá dài. Như nhà Nguyên hồi mỗi khi là mua, hồi chưa bán là mua cái chăn gì mấy ký á. Ui nặng ì giặt mệt. Nhưng mà mấy khi dùng tới em thiệt luôn. Mấy khi dùng tới nó dài quá kìa, giờ mình phòng mình cũng kín rồi. Dùng những cái con này là thời tiết mình là hợp lý luôn. Cái này dài to nhá chị em mình ơi, to lắm. 2m, 2m2 lần. Em bóc đại vậy mình xem. Màu đẹp không? Con màu đẹp không à? Nha, cứ lên mã chăn tuyết cho Nguyên là được. Còn em mã chăn tuyết cho Nguyên là ok nhá. 125.000. Chị em mình lên nhanh nha, em bóc hết rồi đó. Nhà em chị nào lên trước có size, chị nào lên à quên lộn có hàng lên sau hết hàng nhá. Có mấy chục con thôi à. Cái này sang được có mấy chục con này. Nha, chị nào cứ lấy chăn tuyết lên chăn tuyết, không cần mở ra đâu chị em mình này. Không cần mở ra đâu chị em mình này. Đấy, toàn mẫu đẹp thôi. Không có cần phải mở ra đâu, không có cái màu nào tối hết chị ơi. Không có cái màu xanh đen, không có cái màu xanh nhẹ như này thôi nè. 125.000. Thì mua nên mua mấy cái vậy mình ơi? Mua 2 cái, 3 cái mỗi giường mỗi cái. Mua mỗi giường một cái 125.000. Chị nào là lên trước là có nhá. Cứ lên đơn luôn giùm em nha chị em mình ơi. Cứ lên mã chăn tuyết 129 cho Nguyên là ok. Chăn tuyết một nhầm một chăn tuyết 125. Không có cái màu tối chị, không có cái màu nào đậm đậm sậm sậm đâu. Toàn mã đẹp. Mua hai giường hai cái, hai giường hai cái. Nhà có hai giường thì dùng hai cái. Ôi đẹp quá. Chỗ nào phải trừ mấy cái, đẹp quá chị ơi. Cầm giùm em gấp chị. Cầm giùm em góc chị, nó to bự lắm luôn ấy. Này, to bự lắm luôn ấy, đẹp. Mịn lắm luôn, cái này dòng chăn tuyết chứ dạ mọi người. 125.000 một cái như thế này. Nên mua hai giường hai cái. Em thiệt, nên mua hai giường hai cái. Rồi chị nào lấy cái này lên nhanh. Em đi 125 chị ơi.
đi 125, chị nào lấy trang tiết cứ lên trang tiết 125 cho Nguyên là ok như vậy mọi người ơi. 125 thì cái này up lên trang, khách nhà em đặt khá là nhiều rồi. Nên là chị em mình tranh thủ nhiều mẫu đẹp lắm. Nhiều mẫu đẹp mà mẫu nào em thấy cũng đẹp, mỗi đẹp mỗi cái đẹp mỗi kiểu khác nhau. Đấy, nhưng mà màu thì không có cái màu nào sậm quá. Cũng có màu nào sáng quá. Đấy, chị nào lấy cái này cứ lên luôn dùng mã trăng tuyết. Dạ ok, chị em mình cứ lên mã trăng tuyết. Mua hai cái đi em thiệt. Với cái giá này mua hai cái, ít ra hai cái chị em mình tiết kiệm so với ngoài thị trường được 60.000. Hai cái phải tiết kiệm được 60.000 không chị em mình ơi. Nè, chắc mềm như nhung luôn. Rồi là mềm như nhung luôn. Đấy. Được chưa, chị nào lấy trăng tuyết chút trăng tuyết nhá. Nhỏ tí thì chị lấy cái trăng tuyết của bé là 69.000 thôi. Trăng tuyết của bé là 69.000. Còn cái này là dùng cho cả nhà. Rồi nha, Nguyên qua nha, chị nào lấy cái này lên mã trăng tuyết cho Nguyên là được. Cứ lên mã trăng tuyết cho Nguyên toàn màu đẹp không? Nè. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Còn màu đẹp em bóc nguyên cây cho chị em mình, bóc nguyên cọc 10 cái đi chị em mình ơi, đây còn cọc này còn 2 cái đi chị em mình bảo nó đi. Còn 2 cái để em bảo nó đi. Toàn màu đẹp thôi. Nhìn nè, cưng chưa nè. Mà riêng cái màu này thì có 1 cái 2 cái thôi. Mấy chục cái gần trăm cái thì có được cái 2 cái màu này, hay xui chị nào được thôi nhé. Rồi ok nhé. Trăng cho bé chờ em xíu xíu. Trăng cho bé là 69.000 cũng dòng trăng tiếp này. Mà mỏng hơn xíu. Là 69.000. Có hình như là có rồi đó chị. Bọc trăng có, thắng lợi em có. Hàng thường thường có tông ô ly cũng có. Nói chị nào mà nhà có con nhỏ thì dùng cái có tông ô ly cũng ok rồi. Đấy, được chưa? Ai chưa có cái này lên mã trăng tuyết cho Nguyên nhé. 125.000 một cái không chọn màu. Chị nào cảm thấy ừ đây, đây còn một cái là trong cái cây của hắn là toàn màu đẹp như này hết. Nha, toàn là màu đẹp không. Hồi nãy giờ chị em mình thấy em dơ lên không có màu nào xấu, chị em mình yên tâm. Nha, không có màu tối chị ơi, toàn màu nè, đầm 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 này dễ dùng lắm luôn nè. Một cặp của nó để chị em bảo điêu nè. Toàn màu đẹp thôi. Toàn màu đẹp, nhìn nè. Thấy không? Thấy chưa? Toàn màu đẹp thôi. Này. 125.000 một cái, toàn màu đẹp. Cái này vừa phải, không có quá dài mà đủ độ ấm, đủ độ ấm. Ok, chờ em xíu. Đấy, để chị em mình bảo năng lượng màu đẹp mình like này. Giờ mình mở lên màu bất kỳ đó. Mở màu bất kỳ á, toàn màu đẹp thôi. Đấy, một cặp quá 10 cái là 10 màu đều đẹp hết nha. Nên là chị em khỏi phải lăn tăn. Em cái gì á, cái hàng ra thường em cũng lọc màu đẹp về cho chị em mình hết. Lọc được là em lọc hết màu đẹp cho chị em mình hết. Dạ, trăng tuyết cho bé từ từ. Chị em mình cứ lên mã trăng tuyết nó đi, rồi em lên trăng tuyết cho bé đây nè. Trăng tuyết bé là 69.000. Cắt giùm em mấy cái thảm được với. Có cái gì cứ bảo em giùm em, XR đây. Đã đi. Thảm ra thắng lợi ra ấy. Đây này chị em mình này. Đây là trăng tiếp bé. Con này thì là nó gọn nhẹ hơn. Mà thậm chí là mình dùng vẫn được rồi. Kích thước gì hả chị? Kích thước. Kích thước à. Kích thước trăng lớn là 2m2m2. Dùng được mọi giường. Nha. 2m2m2 dùng được mọi cỡ giường. Rồi cha, chị nào lấy trăng tuyết cứ lên trăng tuyết cho Nguyên được. Mùng nữa, ok. Mùng có hàng công ty. Mùng hàng công ty với lại mùng hàng xúc. Hai mã mùng. Rồi ok, cha để từ từ chạy xúc. Chị em mình lên này thì lên trăng tuyết trai hoặc tuyết gái là được như vậy mình ơi. Con này thì em chạy từ nào giờ rồi, 69 càng con. To lắm, trẻ mình trên này nó ghi là 1m, 1m4 mà thực tế ra cái này phải là 1m5 mấy. Chiều dài ủng hộ 1m5 mấy. Thì người lớn dùng vẫn được. Người lớn dùng vẫn được như vậy mà thôi. Lên mã trăng tiếp trai hoặc gái là được như vậy mà không chọn màu. Một cây này 10 cái cũng là 10 màu khác nhau rồi. Em chỉ lọc là màu trai hoặc là màu gái là được nhá. Chị nào ok thì chốt. Lên mã tuyết trai hoặc tuyết gái cho Nguyên là ok, 69.000 trăng. À, thì giường của người ta lèo chứ. Đuối á, mệt ghê luôn á. Chị em mình cứ lên chiếc tuyết trai hoặc tuyết gái cho Nguyên là ok nhá. Giá Nguyên đi là 69.000 con. Chị em mình mua đi. Cái này vào mùa. Không có giảm nhiều đâu chị. Nhà em đi rất là sát rồi. Hoặc là chị nào mà đi, chỉ có là chị em mình đi mỗi khi khách mà mua để đi làm từ thiện ấy,
thì em tính giá, giá nhiều khi là em tính dưới giá em nhập đồ đó thôi, chứ còn cái này em trên không nhiều. Thường là em bán, mà bán cho khách làm từ thiện á, mỗi đợt làm từ thiện thì khách liên hệ em á, thì là cái này em vừa bán vừa ủng hộ á, là nó giá giảm thôi, chứ còn cái này không chê nhau nhiều đâu. Sĩ cũng chê nhau nhiều, sĩ lấy về bán không chê nhau nhiều. Nhiều nhất nhà em 8.000, nhiều nhất là nhà em 8.000, còn khách mua từ thiện thì khác. Nếu như mà chị nào mà có nhu cầu mua từ thiện thì là em sẽ tính giá khác, giá là giá hỗ trợ. Có hết rồi đó chú, có hết rồi đó cô. Rồi nhá chị em mình cứ lên mã trăng tuyết trai hoặc trăng tuyết gái là được. Ai chắc chú không biết nhắn tin á, chú cô gì không biết nhắn tin á. Ok nhá, chị nào lấy cứ lên mã trăng tuyết trai hoặc trăng tuyết gái cho Nguyên là ok. Nhân viên chốt đơn bảo là chú hay cô đọc tin mà không không trả lời. Rồi nhá, ai lấy cái này lên luôn giùm Nguyên. Trai hoặc gái cho Nguyên là ok nha chị em mình ạ. Cứ trai hoặc gái cho Nguyên là ok, nhiều màu cute lắm. Kiểu một cây là 10 màu là 10 họa tiết khác nhau ấy. Có chị nào mà lên hết hàng cũng sẽ báo. Nha, chị nào lên hết hàng cũng sẽ báo giá đi luôn chị em mình là 69k. 69.000. 69.000 cái. Nha, chị nào cứ lấy cái này cứ lên mã 69 cho Nguyên là được. 69 trai hoặc 69 gái, và không chọn màu, cứ không chọn màu thì lên, còn chọn màu thì bỏ qua. Nha, qua nhá. Đấy, nói chung là nhà Nguyên cái gì cũng có hết, chị em mình cần cái gì là Nguyên có cái nấy. Cứ cần cái gì có nhiều màu lắm chứ không phải từng này màu đâu chị em mình nhé. Còn rất là nhiều màu, không phải là từng này màu đâu. Rồi tiếp cho lên cái mã này nè. Mã bộ ra, bộ ra này thì khách đặt nhiều quá em chưa ráp hết. Nhưng mà thôi tạm lên cái này để ngày mai em chốt đơn luôn. Chị em mình thấy á, khách đặt nhiều. Toàn là đặt combo 2 bộ, 3 bộ không. Cho lên cả cái cây luôn đi, cả cái cây luôn đi. Đây nè, cả cây luôn đây, đưa cái kéo lên đây. Không để y nữa. Ê chị em mình nè, như thế này nên là không có cho chọn màu đấy chị em mình nè. Em toàn em về tặng kho, em lọc màu cho chị em mình. Những tông màu đẹp, dễ nằm nha, trả lên giường đẹp là em lọc thôi. Chứ còn mà giờ mà thiệt sự một cái bộ này em lại không được mấy nghìn hết. Ok tâm rồi, lại mấy nghìn mà giờ mất thời gian mà đi lên mẫu để chị em mình lọc từng màu, lựa từng màu, nó rất mất thời gian. Ví dụ như lãi được 15-20 nghìn thì em sẽ bỏ ra thời gian em đi lọc từng màu lên cho chị em mình đó. Còn cái này em đi bằng ngàn một giá hết nha, bằng ngàn hết. Chị nào cứ ok lên lựa là tông màu sáng hoặc tông màu tối cho Nguyên là được. Trăng tuyết chị em mình cứ lên cho Nguyên đi. Còn cái này em lên bộ ra nhá, bộ ra nhà em là đi 4 chi tiết nhé chị em mình ơi, 4 món nhé. 2 gối đầu, 1 bọc nệm và 1 bọc gối. Có chứ, có size chứ, size 1, size 2, size 3 gì đó. Chị thử với form 1, 2, 3. Cái nó chịu được, cái nó mờ được. Đây này có một cái size M nè. Cái này em đi luôn chị em mình, 1 set là 4 món nhé chị em mình. 2 gối đầu, 1 bọc nệm và 1 bọc gối ôm. Nếu mà chị nào nhà mà có con nhỏ ấy, thì là em thấy dùng cái này là ok rồi. Cái này không phải thun chị ơi, có tông poly nhưng mà dạ lợn nên là lợn dài, chứ không phải cái lợn mỏng đâu. Chị em mình yên tâm, nó sẽ có một cái dòng nữa nhưng mà em không chạy, là có nguyên cả bộ luôn. Hắn có cả nguyên cả bộ luôn, là vừa có trăng trong này nhưng mà cái loại đó chắc nó không ok. Nên là thường khi nào mà chốt xong là đi rồi, Lê Thị lên 100, nha, ok là đi rồi nha. 150.000. Rẻ quá à. 150.000 đó, chị đang ngoan vô đi đó. Cái này không phải thun nhá. Chốt xong đi đơn rồi, em lên chị em mình chỉ cần lên là ra 1m6, 1m8 hoặc là 2m cho Nguyên là ok. Em mở ra chị em mình một cái nhá. Em cứ mở đại một cái nhá chị em mình, toàn tông màu đẹp hết chị em mình. Nhìn cái cây của nó nè. Nhìn cái cây của nó nè, toàn màu đẹp không à. Đấy, bỏ xuống xong cột lại em sẽ mở ra chị em mình. Một cái chị em mình xem, hai gối đầu, một bọc nệm và một bọc gối ôm như chị em mình. Hai đầu một nệm và một gối ôm. Em lên chị em mình con này giá đi chị em mình 1m6 ấy. 1m4 với 1m6 ấy, em đi chị em mình con này 85.000. 1m4 với 685 đúng không? Cái nó 150. 150. Còn 1m8 em đi chị em mình là 90.000. 2m2 em đi luôn chị em mình 95.000. Nha, em chuẩn đi chị em mình loại đẹp nha chị em mình ơi. Có tông poly mà loại đẹp, chị em mình cứ lên luôn dưỡng mã này. 1m6, 1m8 hoặc 2m2 cho Nguyên là ok. 1m6, 1m8 hoặc 2m2 cho Nguyên là được nhá. Nếu chị nào nhà có con nhỏ thì dùng cái này em thấy là quá ok rồi. Còn nếu chị em mình muốn xịn xịn hơn xíu nữa, em sẽ lên chị em mình có thắng lợi chưa? Có thắng lợi em lên chị em thắng lợi. Yên tâm là một mã không có trên được 5-70 nghìn, nhưng mà ít ra mới được 30 nghìn.
ít ra rẻ hơn với thị trường được 30.000. Chị nào lấy cái này, khách nhà em đặt khá là nhiều rồi, em sẽ mở cho em mình xem. Mở cho em mình một xem một cái nhé. Một mã của nó là sẽ có hai, một set của nó là hai gối đầu. Hình như chốt đơn xong là có hết rồi đó chị. Khách nhà em đặt quá là nhiều, nhưng mà ngày mai nhà em sẽ chốt đơn cái mã này nhé. Ngày mai sẽ chốt đơn. Cái này chắc đẹp chứ không có phải hàng khô khô, hàng xấu xấu đâu chị, em yên tâm. Đây nha, hai gối đầu, một gối, một bọc gối ôm và một bọc nẹp có mét tư. Chị em mình cứ lên mét tư, mét sáu hoặc mét tám là nhà nguyên bóc, nhà nguyên toàn lọc màu đẹp. Chị em mình thấy không có cái màu nào tối. Và màu đen, đặc biệt màu đen em không lấy. Phương Lam màu đen lại không lấy. Kệ, em cứ lọc màu đẹp cho chị em mình thôi. Nha chị em mình lên cái này lên luôn dùng nguyên. Cũng ưng khách nhận hàng và ưng ấy xíu mà. Nên là toàn bộ lọc màu đẹp hết á. Là chị em mình cứ yên tâm. Chứ mà còn giờ đi mà mỗi màu. Chị ơi, mét 6 giá 85.000. Mét 6 85.000. Bốn chi tiết nha chị em mình, để ý có thể có nhiều chỗ ở đây gì không, không có cái gối, không có gối ôm đâu. 2m2 là 95.000 chị ơi. 2m2 là 95.000 và một cái bọc nệm như thế này. Màu nào cũng đẹp. Có ra chứ chị. Hai gối đầu, một bọc nệm. Nệm là ra, một bọc gối ôm. Chị em mình cứ lên cho nguyên cái kích thước nha. Phải có kích thước nhà nguyên mới chốt đơn được. Nha, đi cho em mình là mét 4 và mét 6 ấy. Có mét 2 rồi nhá chị em mình. Ra này em đang đi đây. Trời ơi. Mét 8 đi chị em 90.000. Nha. 50 70 chị ơi. Rồi nhá, chị nào lấy cái này cứ lên luôn dùng nguyên nhá. Chị em mình thích màu tối hoặc màu sáng, mình cũng không có màu nào tối quá mà cũng không có màu nào sáng quá. Em đi dẻ mình cái màu trung trung. Em toàn lọc cho dẻ mình những cái tông màu trung 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 này cho nó dễ dùng thôi. Không có cái màu nào mà tối quá hoặc là không có cái nào màu nào sáng quá hết. Mét 2 có, mét 2 là 79.000 chị. Mét 2 là 79.000. Phao à? Ừ, phao nam, phao nữ. Phao để qua cái like sau đi chị ơi. Nhiều màu đẹp nữa lắm. Nói chung là em lọc toàn màu đẹp về rồi. Nha. Trăng hả? Trăng trăng cái mã này không? Trăng hồi nãy em lên cái mã kia rồi. Cái mấy cái mã này đang không có trăng, trong bộ của nó không có trăng. Trong bộ hắn không có trăng. Cái mà nguyên cái trăng trong bộ á. Thường là em mix cái này. Em mix cái này. Với em lấy cái trăng riêng, em mix vô. Chứ còn nguyên bộ mà cả cái này cả cái trăng thì cái bộ ra này nó không có được đẹp, chắc nó không đẹp, em thiệt luôn. Chứ còn mà dư nhiều đi đi nhập mà cả bộ có cả trăng nhiều lắm, nhưng mà em không nhập. Vì em thấy cái bộ ra con này nè, mà ở trong bộ nó không có được đẹp. Vải nó khô. Đó, vải nó khô chứ không được đẹp như cái này. Nha chị nào cái này cứ lên mét 4. Có cả mét 2. Mét 2. Mét 2. Mét 4. Mét 2 em đi dẻ mình 79.000. Mét 4 với mét 6 em đi dẻ mình 85.000. Mét 8 em đi dẻ mình 90.000 và 2 mét 2 là em đi dẻ mình 95.000. Chị đặt luôn trên bài viết hoặc là đặt trên live giùm em đi. Nhiều chị em cứ up bài lên mà chị em mình cứ không đặt trên bài viết mà cứ nhắn tin qua nhiều khi. Trăng riêng cũng được, hồi nãy em đi cái mã trăng tuyết đấy. Mã trăng tuyết chị lấy cái mã trăng tuyết cũng ok. Đẹp, em nói mã trăng tuyết nó đẹp, rẻ 125.000. Ít ra chị em mình, em nói ít ra người rẻ người ta bán chị em mình 150, 160, còn không người ta sẽ bán chị em 180 nếu ra ngoài á. Đó. Trăng rời có mã hồi nãy em lên rồi đó chị. Hồi nãy em lên trăng rời rồi. Rồi em qua cái mã này nhá, chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng nguyên nhá. Giá này dễ chạy lắm, dễ mà dễ mua lắm vậy mà ơi. Em thiệt luôn. Dễ mua lắm luôn ấy. Ít ra cái bộ mà bộ đẹp này người ta sẽ bán cái gì em mình 101. Chị ơi chị đặt luôn trên ấy cho em này. Rồi nguyên qua nhá, chị nào chưa có cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Còn chị em mình ưa cái loại đẹp, em cũng có loại đẹp. Loại thắng lợi á. Chị em mình cứ lên cho em đi. Em chốt hết rồi đó, nhà em đang chốt hết rồi đó. Cứ lên mã mét 4, mét 6 hoặc là mét 8 cho nguyên là ok, vì khách hỏi nhiều em mới về. Chứ bán mấy cái này em nó tốn diện tích mà không lãi bao nhiêu hết. Mà bán cái này nó tốn diện tích, bán này nó tốn diện tích lắm. Nhưng mà vì nhiều khách Trang Thành là mét 6 và mét 8 đúng không? Nhiều khách cứ đợi nhà nguyên về hàng. Tại vì mua ở nhà em nói là không chênh nhau nhiều, ít nhất phải là 30.000. Ít nhất cũng là 30.000 so với ngoài thị trường. Nên là nhiều chị cứ hỏi năm nay em về cái này không, năm nay em có về cái kia không, kiểu như thế. Đấy, giờ mà khách năm ngó mua lụa Thái, giờ cũng đã mua hỏi lụa Thái. Rồi khách hỏi gì ta? Nệm, mà thôi năm nay nệm nó lên rồi. Nó thanh lý hết cái từng nó, giờ nó lên rồi. Nó lên giá rồi nên là thôi em không chạy nữa. Cái nào hôm vừa rồi, đợt vừa rồi nguyên chạy là nó do nó bị dịch đấy. Nó bị dịch đấy, cái mà tiền hàng nó không xúc đi được ấy, nó bị tồn.
chăn đuổi em có sẵn mà chị My Trương. Chăn đuổi là hàng một 215.000 đó đúng không? Chăn đuổi xịn 215.000 đúng không? Rồi nhá, qua nhá, chị nào chưa có thảm á chị, thảm á, thảm chăn đó chị ơi, thảm chăn cho em. Không, cái này thảm bếp rồi, thảm chăn cho em đi. Rồi xong cái mã này để em lên trẻ mình thắng lợi riêng cho nó khỏi bị nhầm nha. Em lên một thẻ luôn trẻ mình, em đi riêng thắng lợi ra riêng nhá. Chăn đuổi em đang có cái loại xịn 215.000, còn loại 89.000 thì em hết sạch rồi. Cái gì chỗ này ta? Ok, mùng lại có mùng. Chào nguyên xíu. Rồi nha, nhanh tay nha chị em, mà ai lấy cái này nữa lên luôn dùng nguyên. Em lên xong cái này em lại lên quần áo, vì khách hỏi nhiều á, mấy hôm nay khách hỏi nhiều lắm. Em dành một cái live riêng, em live tổng hợp các cái mã chăn ra gối, thôi cưa gối, chăn ra, rồi thảm đồ ấy, cho chị em mình mua trước, rồi quần áo em sẽ lên sau. Chị Trần Huyền à, 4 bộ mét 6 ok, mét 6 là 85.000, đơn giản dễ dùng. Cái này cũng không chọn. Và được rồi. Cái mã này lên luôn dùng nguyên này. Cái mã này lên luôn dùng nguyên. Thế? Còn phải lên dương chứ. Không được chọn, không cho chọn. Đây vì. Đây vì. Đẹp kia. Cái quà này có mấy theo phải không? Có mấy hai. Mấy hai là đi chợ mình là 79.000. Rồi cái này nữa. Cái này thì mấy ngàn nay mới mua dữ dội nè. Mấy ngày hôm nay khách mua dữ dội, mưa là khách lại mua dữ dội con nè. Đúng không Trần Thương? Nha, riêng vô mùa mưa khách lại mua dữ dội con nè. Vừa mềm, vừa thấm nước nhiều, vậy bám sàn rất là tốt nha dạ mọi người. Nha, chị nào lấy cái này, chị nào mà chưa săn cái này săn luôn. Cho nguyên con nàng nhá. Comment mã này là mã thảm. Thảm chăn cho nguyên là được. Cái nhà nguyên cái gì mà cảm thấy là giá rẻ, chắc ok là em cứ về, em không ngại cái gì hết. Chứ bán mấy cái này nó tốn diện tích lắm, lãi không bao nhiêu, nó tốn diện tích lắm. Đấy tốn bao nhiêu. Chốt luôn dùng nguyên con này nhá. Em đi luôn chị em mình mã này, cứ lên mã thảm chăn cho nguyên là được. Thảm chăn cho nguyên là ok. Và giá nguyên đi luôn chị em mình con này là 70.000 hai con. Đấy, mua đây, hẳn. Mua hẳn máy tắm để là sao? Lấy em một bộ mét 2 cả chăn tuyết. Chăn tuyết là 125.000. Chị em mình lên thảm chăn cho được, lấy 4 tấm thì ghi 4 tấm, còn nếu như mà không ghi số lượng thì Nguyên sẽ mặc định là lấy 2 tấm là 70.000. Chị em mình đi ra mua lẻ là 55.000 một tấm. 55.000 một tấm như thế này vậy mình ơi. Nhím à? Chắc nhím rồi đó. Rồi ok nhá, chị nào lấy thảm chăn, chốt thảm chăn cho Nguyên nhá. Thảm chăn, em không lọc màu nào hết chị ơi. Em không lọc màu nào hết, chị nào chọn màu lựa màu em không chốt nha. Riêng cái này khách mới khách cũ như nhau. Khách mới khách cũ như nhau, lọc màu em không chốt nhá. Đấy, 70.000 hai con. Chốt lên mã này là mã thảm chăn cho Nguyên là được, 70.000 hai con nha chị em mình ơi. Này, lại càng vô mùa mưa lại rất là càng những con này. Cứ vô mùa mưa là em chạy cái này nhiều. Nha chị nào lấy cái này lên ghi lại cái mã thảm chăn giùm em chị. Thảm chăn cho Nguyên nhá. Chốt mã thảm chăn cho Nguyên. Nguyên đi luôn chị em mình 70.000 hai cái, không lọc màu nhá. Em không lọc màu á chị ơi. Khách mới khách cũ như nhau hết nha. Này, mua hết. Chị nào mà không lên số lượng thì Nguyên mặc định là lấy 2 tấm nhá. Mua 4 tấm. Thả 4 góc nhà đi. Mềm mịn lắm luôn, thấm nước nhiều. Mềm mịn thấm nước nhiều và cái này nó bám sàn rất là tốt mình dạ mình nè. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Comment nhanh tay cho Nguyên. Giá con đi luôn chị mình con này là 70.000 hai tấm. 70.000 hai tấm. Không chọn màu đâu chị Thùy Dung, chọn màu không chốt nha. Cái này chọn màu không chốt đâu. Ai chưa có cái này cứ lên luôn dùng Nguyên. Nha, thảm chăn cho Nguyên 70.000 hai tấm, đẹp. Đẹp lắm. Rồi em sẽ lên chị em thắng lợi và thảm chăn luôn nhé. Ok. 4 à, cho cô chú Nguyễn Bổn 4. Rồi 70.000 hai tấm nhá. 70.000 hai tấm. Đây lấy cái điện thoại này chị nè. Đây nè. Đây nè, từ đây bút xuống ngược lại. Rồi nhá Nguyên qua nhá. Áo Nguyên mặc hết rồi chị ơi. Hết rồi. Rồi chị nào lấy cái này cứ lên. Mua hẳn 2 cái, 4 cái. Thả mỗi góc một cái nha dạ mình ơi. Cái mã này mấy hôm nay thì khách đặt nhiều lắm luôn ấy. Nhiều lắm lắm luôn á. Tại vì mùa mưa á, cần những con nè. Ra tự nhiên ra ngồi mua 55.000 mắc một cái, một con rồi. Thì tính ra nhà Nguyên chỉ có 35.000 con.
rồi nha, ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên bộ ra chị Nguyễn Trần Diễm Phúc luôn nè. Rồi qua được chứ chị em mình ơi, qua nha. Thôi màu đẹp mà, màu đỏ lại sang nhà, không có gì hết, màu đỏ lại sang nhà nha. Chị nào lấy cái này cứ lên luôn dùng, mã này là mã thảm trăng, qua mẫu nhá. Còn em mã thảm trăng cho nguyên là được nha, lên thảm trăng cho nguyên là được. Em lên chị em mình mã thắng lợi, những cái mã này là những cái mẫu hot hết, những cái mẫu khách chuộng hết. Em chỉ về ba màu này trước, xay nhí chị, cái nó xay nhí rồi. Em về ba bốn màu, bốn màu mỗi ngày em sẽ chạy bốn màu, nhưng mà em không dám chắc là làm trên người ta 50-70, nhưng mà ít nhất là 30.000. Trăng long tuyết, trăng tuyết em còn ít nhất là 30.000 nha chị em mình ơi, nghe rõ luôn dùng đi, giá nguyên trên ngoài thị trường ít nhất là 30.000. Rồi em lên chị em mình cái thắng lợi đi, tương tác cho em lên chị em mình ra thắng lợi nhé. Thắng lợi hiện tại em có 4 họa tiết, cái này chị em mình chốt luôn nhé. Không, em không lọc màu đâu chị, thảm trăng em không lọc màu đó. Chị nào thấy ok chốt dùng đi nha, không lọc màu nhé, khách mới cũ như nhau nhé. Không tới em không lên đồ bé, em hẹn đồ bé nhanh thì là ngày mai có rồi, còn không là ngày mốt là về dòng hàng cao cấp, hàng xịn, hàng xịn, nhưng mà giá nhà nguyên thì chị em mình yên tâm. Cái gì bộ bé gì sai 50? Không, ôi làm gì có chuyện đó, mua like nào thì chốt xong chứ biết khi nào người ta like hàng bé mấy chục ký. Thẩm trang bên này, thẩm trang bên này, thẩm trang bên này, bộ thắng lợi đây chị em mình, bộ ra thắng lợi cho Nguyên. Em lên nhá, bộ ra thắng lợi. Cái này chị em mình lên kèm kích thước cho Nguyên nhá, kèm họa tiết. Em chạy bốn cái bốn cái họa tiết này là những cái họa tiết đẹp nhá. Nói chung là em lọc hết rồi, cái gì em cũng lọc hết á. Bốn họa tiết, nhưng mà mã này cho chị em mình chọn, mã này cho chị em mình chọn, nó nhiều lắm, cực kỳ nhiều mẫu luôn ấy. Nhưng mà thôi, em cứ lọc bốn mẫu đẹp nhất, bốn mẫu đẹp nhất là em chạy nha chị em mình. Nhìn sang chưa, mã này thì chị em cứ lên mã vuông vàng nhé. Em sẽ đọc cái kích thước cho chị em mình nè, quên đọc cái giá cho chị em mình nè, đọc cái giá nhé, chờ em xíu với chị ơi, đọc cái giá cho chị em mình luôn nha. Cái này em đi chị em mình tạm là đi chị em mình mét tư, mét sáu, mét sáu, mét tám. Trần bông là cái gì chị ơi, em đâu có đi trăng đâu mà trần bông, cái này em không đi trăng, trăng là chị em mình mua riêng nhé, cái này mua trăng riêng nhé. Mét tư nè, mét tư cái mã này em vẫn đi chị em mình xét bốn chi tiết, bốn chi tiết, mét tư, mét sáu, mét tám, tạm thì em đi chị em mình 2m2 nè, bốn kích thước, năm kích, bốn kích thước nhé. Từ từ chờ em xíu nha chị ơi, em lên họa tiết sau, chờ em xíu xíu. Em đi luôn chị em mình mét hai nè, mét hai em đi luôn chị em mình 240.000 nha, bốn chi tiết nhá. Mét tư đi chị em mình 250, mét sáu là đi chị em mình 260, mét tám là 280, và 2m2 là 320 nha chị em mình ơi. Cái này là chị nào mà dùng sang sang xịn xịn xíu thì dùng cái này, bộ thắng lợi cho Nguyên nhá, bộ thắng lợi cho Nguyên nha. Thắng lợi Nguyên có các mã này, em đọc qua một lượt luôn, chị em mình lấy cái gì lấy nhá. Đang có mã này lên mã vuông vàng chung là được. Yên tâm là cái mã này đang chị em mình đang mua rẻ ít nhất là 30.000. Cái này toàn bộ mình phải dạo giá trước hết, mình phải dạo giá trước hết thì chị em mình yên tâm. Trong Nguyên con này nhá, comment mã này là mã vuông vàng cho Nguyên là được. Em đi từng mã nha chị em mình ơi, vuông vàng cho Nguyên là ok nè. Toàn bộ là bốn chi tiết nhá, hai gối đầu, một bọc này và bọc thế, thế phụ nữ phụ nam gì tùm lum, còn tùm lum chưa phân ra bởi nó không like đấy chứ. Đây là mã vuông vàng chị em mình ơi, cái này là thắng lợi nha chị, mã này ghi mã thắng lợi cho em. Mã đầu tiên là mã vuông vàng, mã thứ hai là mã trầu, hình lá trầu á chị em mình, vì biết lá trầu vuông vàng có tam giác nữa chị, vàng có tam giác nữa rồi nhá. Lên mã trầu cho Nguyên, kèm kích thước cho Nguyên nhá. Yên tâm là mua ít nhất rẻ ít nhất là 30.000. mã này lên mã caro xám cho Nguyên là ok nè. Em mở ra chị em mình xem, chị nào mà xịn xịn xíu nữa chị em lấy mã nào, tùy kích thước chị ơi, tùy kích thước nhá chị Ly Dung Kỳ nhá, tùy kích thước này. Mã vuông nâu, caro nâu cho Nguyên, còn màu sang, cái màu này sang quá nè, màu này sang quá chị em mình nè, màu này không ít, không không ấp hình nhá này, màu này sang lắm, màu này vừa sang vừa sạch này,
Màu này sang này chị ơi nè. Lấy màu sang cho Nguyên đi. Màu này đẹp nè. Màu này mới có. Không phải mới có mà bữa nay mới bán màu này. Nha chị nào lấy. Màu này đẹp quá nè. Cái này là lên màu dạ không. Chân em lên rồi chị. Chân em lên rồi. Và một mã tam giác nữa là hết. Nha. Em đi 4 cái mã đó thôi. Chị nào thích thì lên. Đi hàng hàng thắng lợi là hàng công ty mà. Thắng lợi là hàng có thương hiệu rồi. Hàng thắng lợi là hàng có thương hiệu rồi, đâu có cần phải quảng cáo nhiều đâu. Đọc lên phát là trẻ mình biết là giá nó trên ở ngò hay không mà. Nha, mét 2 em đi 2240, mét 4 đi 250. Mét 6 đi 260, mét 8 là đi trẻ mình 280. 2 mét 2 là 320, mét 4 là 250. Mét 4 250 và mã tam giác nên nữa lấy. Mét 8 280. Là caro nâu đó. Hả? Caro nâu đó. Caro nâu. Caro nâu lá nè. Ô vàng nè. Giờ chọn mã giùm em nhé, chọn mã cho em ô vàng nè. Ô vàng nè. Đây là mã ô vàng nè. Cái này em đã toàn bộ đi không chăn đó chị ơi. Toàn bộ đi không chăn chứ riêng cái bộ này có chăn là 600 mấy rồi. Riêng các chăn thắng lợi này là 300 mấy rồi. Em đang đi không chăn mà. Ôi chưa nào giờ chưa mua thắng lợi hết trời. Đây là mã sang này. Đây, chị nào lấy cái này. Đây là mã sang. Sang caro. Cái này là tam giác cho Nguyên nhé. Những cái màu đẹp nhất luôn á. Màu này sang này, màu này năm nay mới chạy này. Rồi màu lá trầu này. Mã lá trầu này. Rồi mã vuông cho Nguyên. Toàn mã đẹp. Toàn mã đẹp nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Chị ưa lấy cái gì cũng được hết chị Trang Huyền. Thích cái gì cũng được. Chân thì bán riêng như chân. Chỉ có một mã tam giác đây thôi này. Nhưng mà cái chân của nó em không... Tại vì là chưa về sau, chưa chính xác giá của nó gần 301, 302 gì đó. Là giá năm ngó bán chứ giờ đang không chính xác cái giá tại vì vừa chưa về chăng. Rồi nhá chị em mình thích cái mã nào cứ lên mã đó cho em nhé. Cái này là thắng lợi nha. Thắng lợi. Thắng lợi. Rồi nhá, ai chưa có cái này cứ lên luôn dùng đi. Qua chị em mình này. Qua nhá. Qua nhá. 50 70. Chị mới mua bộ thắng lợi một bộ 350 chị mua mét máy. Chị mua mét máy chị Ngô Mỹ Quý ơi. Ôi. Chăng thì là chắc có mã này nè Nico cô. Mã này nhưng mà vì sao chứ chị em mình mua sao chứ giờ thì Nguyên chưa về tới. Rồi giờ chưa về tới cái mã này. Chị Ngô Mỹ Quý mua mét máy rồi. Ok chị Trần Huyền hồi nãy đổi Trần Huyền là 4 bộ mét 6. Mét 6, mét 6, mét 8. Mã xa, từ từ chị Giang Phan à. Chị Giang Phan thế là lấy cái mét nào đây mà em. Mét máy đó chị ơi. Chị em mình yên tâm em chạy rất là sát giá. Một cái này vì là người ta bán ở ngoài á, lâu lâu người ta mới bán một bộ. Người ta phải lại được 50.000. Mét 6 em đang bán là mấy? Mét 6 em đang bán 260. Đấy, đi ra ngoài không hỏi em trước. Em vẫn có sẵn hàng mà tại vì mấy hôm nay khách hỏi nhiều em mới binh ra em like thôi. Vẫn sẵn hàng và dạ giờ vẫn còn lụa thái nữa vậy mình ạ. Cái hàng này nhà em vẫn để mà. Em vô sau. Mét 6 là 260. Mét 6 260. Đừng có rời xa vòng tay em đi. Là bị chém liền. Rồi nha, qua nhá, chọn thắng lợi như vậy mình ơi. Thắng lợi một mã nhưng mà chị nào mà không sành hàng để ý người ta cứ kêu thắng lợi nhưng mà có một loại gọi là thắng lai. Chị em mình để ý nè. Nha chị em mình không để ý là không có ấy được đâu nha. Nhiều khi có mã kia nó rẻ hơn nhiều. Thế. Ủa sạch xanh xanh. Ôi đăng kỹ ta. Ho à. Rồi nhảy vậy đây. Đây đây chị em mình để ý nè những cái này nè. Có một cái mã này của nó là thắng lai nè chị em mình nhá. Nè. Chị em mình mua hàng về đấy có nhiều chị kêu ui sao chị cũng dùng thắng lợi nhưng mà nằm hồi nó nóng. Nằm hồi nó cứng. Nhiều khi chị em mình không để ý được nó in như nhau. Logo đồ nó in như thế nào nhưng mà chỗ này là thắng lai chứ không phải thắng lợi. Mua để ý chị em mình ơi. Người ta không có nói đâu. Người ta không nói mà mình mua nếu như mà Nguyên đi mua cũng chả để ý đâu. Có thắng lai nữa nhá. Nó rẻ hơn. Rẻ hơn và rẻ hơn nhiều ấy. Mền à, mền thì chắc là có mã mền này nè. Nhưng mà về sau. Chứ mấy cái này chưa có mền. Về sau. Về sau nhé.
Em trên ít mà, cái nào em trên ít ít thôi. Bán chạy số lượng là chính. Không, cái này không có trăng. Hồi nãy trăng thì có đi cái mã trăng trăng tuyết. Trăng tuyết à, cho cái mã trăng tuyết xịn luôn. Không phải trăng tuyết, trăng đuổi xịn á, trăng 20 mấy á. Trăng 25 luôn, lên một thẻ. Đi khách hỏi quá, khách hỏi nhiều quá. Chị ơi tùy kích thước chị Sương Ngô ơi. Tùy kích thước nha, ở trên này nè. Ở trong cái cụm ấy. Trong cái cụm ấy. Chị mua 1m8 thắng lợi ở cửa hàng Quế Lâm. Sale đã 380, em đi một em đi 380. Không. Cái loại hoa đồ caro rồi kìa. À không, mã nó cũng được sao? Mã hãng nó cũng được. Mã thương hiệu nó cũng được, cho hình như còn chục cái. Mấy 8 là 280. Chị bảo là mấy 8 chị mua 380 rồi kìa. Mấy 6 là 260 chị Minh Tâm Trần. Em đọc lại nè. Mấy 2 là 240. Mấy 4 là 250. Mấy 6 là 2 không biết tính có nhầm giá không biết cái gì. Phải không? Mình bán tầm tầm giá này thôi đúng không vậy? Chị em lên đi. Yên tâm kiểu gì cũng rẻ hơn. Mình nói không, không dám nhiều, nhưng mà ít nhất phải là 30.000. So với người ta bán tầm tầm người ta không chém á. So tầm tầm người ta không chém là nguyên vẳng trên người ta tầm 30.000. Đó. Được chưa? Mã lá này, mã sang này, tam giác đấy. Mà vuông phát luôn. Thắng lợi nằm mát bền. Đấy, mua hàng phải để ý nha. Thắng lợi, thắng lai rồi đó. Người ta giá nhái là người ta làm thắng lai. Cái là không biết cái là. Cái này còn có mấy cái. Cái này còn có mấy cái, em lên nó luôn chị mình. Cái này là trăng tuyết thương hiệu. Cái trăng tuyết mà. Đấy. Cái này thì em lên luôn chị mình nè. Cái mã này là mã 175. Mã này là mã 175, nó dài hơn cái mã trăng tuyết kia một xíu. 175, trăng tuyết kia là 125.000 nhưng vẫn còn mấy cái rồi. Rồi em qua để lên quần áo thôi nhé. Tại vì khách hỏi nhiều quá nên là em làm một cái live riêng này để chị mình mua cho nó khỏe. Chứ còn mà đến lúc chốt đơn là khách hỏi cái này, hỏi cái kia không tư vấn được á. Đó, chị mình cần hỏi cái gì lên luôn, em ấy luôn. Mẫu sang hả? Lên một lượt nữa thôi nha. Là qua đó nha. Để còn lên nhiều mã khác. Bộ thắng lợi chị, em đang đi bộ thắng lợi. Đây là mã sang nè, mã này đẹp. Mã này 5 ngón không có chạy. Cái mẫu này thắng lợi thì em chạy năm nào em chạy, nhưng mà riêng cái mẫu này trang tiết của bé là mấy tiếng? Trang tiết của bé là 69.000. Lên mùng luôn. Thấy chị Tigon, nhưng mà Tigon chốt cái gì ta? Đây, cái bộ gối của nó nè. À, thắng lợi. Giờ chị em mình mua về. Xong, chị em mình giờ mua đầu mùa. Vài bữa chị em mình biết xong. Cái vô gần Tết đó, cháy hàng. Cháy hàng, không có hàng. Như mọi năm như thế. Cứ gần Tết là không có hàng. Không có hàng nữa, đừng có nói là lựa được mẫu đẹp. Em thì không có hàng chứ không phải là lựa. Để mà, nhưng mà giá nhà nguyên thì chạy ổn định. Người ta có lên 5.000 thì em vẫn giữ giá em bán. Nãy giờ đang đi thắng lợi nè. Đây là mã thắng lợi này chị em mình. Ok. Ha, mét 8 là 208. Mét 8 208, mét 6 là 206. Mét 4 là 250. Mét 6 26. Mét 8 28. Hãy Lê Anh nha, Lê Anh có rồi nha. Rồi nha, nguyên qua đây là mã sang này. Đây là mã sang này. Đây là mã sang nhé. Chị ơi, được kiểm tra hàng. 320 mét máy, 320 mét máy. Em cũng cái này là thắng lợi, thắng lợi. Sang cho cỏ mai đây. Để riêng nó chập ấy riêng. Có cái loại dùng loại chân cao á chị, hoa Tigon hoa. Chị nào máy nệm cao thì báo riêng em tính giá riêng đó. Đúng rồi chị ơi. Đúng rồi đó chị. Người ta đang like mà, để người ta làm mẫu thì ghi đó. Giờ đi bóc ra cái khác nó mất công. Ok, có rồi đó chị. Mượn trò này. Này,
Này, chưa cắt ra hết trong bao, chưa cắt hết đâu. Cả nguyên bao đó là cắt hết đâu. Lá này. Sang đó. Máy 6, máy 8 ghi máy 8 riêng, còn này máy 6 không ghi. Hồi nào giờ giờ hỏi ngược lại. Cái này để mình tích cái thôi, nếu mà không tích. Không tích là máy 6. Còn ghi máy 8 thì ghi 18, 16, 14. Rồi nhá, qua nhá. Được chưa chị em mình ơi? Qua hè. Đấy. Còn chị nào mà ví dụ nhà con nhỏ ấy, thì là mua 2 3 tấm cái loại. À mình còn gì nữa phải không? À nhà không giấy giá, cái mã kia không giấy giá, từ từ đã. Khách hỏi em vô mua, khách hỏi cái gì ta? Vuông là vuông sang nè. Mã vuông là tam giác cái này nè. Vuông là tam giác, à quên lộn, vuông là vuông vàng như thế này nè. Tam giác vàng nè. Lá nè. Mã sang nè, thấy chưa? Mã sang nữa thôi. Sang là caro. Có hết rồi đó chị. Giá tùy kích thước chị ơi. Cái này chưa có chăng, tầm vài hôm rồi chị em mình ơi, đang chưa về chăng. Đang chưa về chăng. Chăng lấy cái mã kia. Rồi qua nha, qua chị em mình này. Này lâu quá. Sao không thấy chốt đơn kìa chị Thanh Hảo Hòn. Hai bộ, một bộ mét 2, một bộ mét 4, màu xanh. Nikoko kìa. Ok Nikoko nè. Lá có mét 8 đài hết đó chị. Mét 4, mét 2, mét 4, mét 6, mét 8 và lần 2 mét 2 lần. Chị nào hay xài mới biết là nhà nguyên bán giá như thế nào thôi. Còn chị em mình hay dùng, ví dụ như dùng dòng 101, 102, cái dòng mà nguyên bán 85, 85, 90 là người ta bán 120 nghìn. Đó thì sẽ thấy cầm thấy cái này nó cao. Còn mà nếu mà đang, để em nhắn sau chị Tigo. Còn mà chị em mình hay dùng thắng lợi thì tôi thấy nhà nguyên giá rẻ. Lá đây chị. Ôi coi luôn cho em đi, để em qua mẫu. Đây lá đây nè, coi luôn lại giùm em một lượt nữa, lại một lượt nữa rồi đấy. Đây đây là mã lá này chị nè. Này không là để em up lại trang cá nhân cho chị em mình chốt. Bây giờ tạm thời ba cái mẫu này đẹp nhất em chạy trước đã. Hồi nào hết mấy cái mã này em lại chạy mã khác nha. Hắn nhiều mẫu lắm, nhiều mẫu lắm, cả trăm mẫu á. Mã tam giác, mã này lên sang lắm thì chị mình. Năm ngói thì trái cái mã nè, năm ngói khách đặt nhiều mà trái cái mã nè. Còn mã này là mã vuông, mã vuông đấy nha. Giá nguyên đi luôn chị mình là cho mượn cái điện thoại, cái iPad đi sao, cho mượn cái iPad đó. Em phóng to ra dạ mình cái trải giường cho dạ mình xem, phóng to cái trải giường lên cho dạ mình xem. Em chưa tải hết hình rồi qua nhá, để còn lên quần áo. Hồi nãy chị em mình nói lên cái gì nữa ta, chị em mình bảo lên cái gì nữa ta, cái gì chưa lên nữa ta, còn cái gì chưa lên nè, em lên nó luôn. Ủa mình chưa up cái đây nè, đây là mã lá trầu, là lá trầu lên hình này chị em mình, lên giường ôm mùng à. Đây là mã lá trầu lên hình này chị em mình, lá trầu nè. Mã này là mã vuông nè, đây là mã vuông lên giường sang chưa, mã vuông nè, đây là mã tam giác nè, đây toàn mã đẹp không, còn mã sang nó chưa có hình, chưa up hình. Rồi nhá, qua nhá chị em mình ơi, ai chưa có nữa lên luôn dùng nguyên nha. Qua nha. Chị Bích Ái lấy bộ caro là bộ sang đúng không? Caro là bộ sang đúng không? Chị Đường Thị Thanh Hồng ơi, chị chọn mẫu giùm em đi. Em không lên. Mà mền em lên rồi, chăng em lên rồi. Rồi qua chị em mình ơi, lên gì hồi nãy, nó lên gì? Nó lên gì? À lên cái mùng xúc. Mùng xúc. Đây mùng xúc cắt ra đi sao, cắt ra đi, cái này chỉ giữ lại cái này thôi chứ biết đây biết chị ơi, nhà em không rét hết được tin nhắn đâu chị đặt tin đặt hàng chị cũng nhắn tin qua tin nhắn, nhà em không rét hết được tin đâu, không rét hết được tin nhắn đâu chị. HD thì có, HD nỉ có. À 175 à, à 175 có. Sữa uống đi nhiêu nghe. 175 em có hàng luôn. Đây. Cái này là hàng xuất khẩu như vậy mình ơi.
cái này giờ có mấy 6 mấy 8 thì đang có mấy 6 mấy 8 đang có mấy 6 mấy 8 chị mình cứ lên mã này là mã mùng chung được mùng hàng xúc cái giải mình nhé. Đúng rồi chị, nhà em chốt đơn hết rồi đó, chốt đơn hết rồi đó, lên mã mùng hàng xúc cho Nguyên nè. Nguyên lên luôn chị mình cái này, giá đi luôn chị mình cái này đang có mấy 6 mấy 8 mấy 6 thì chị em 79.000 nhé, 79.000 nha, nghe rõ cái giá luôn dùng nguyên con này 79.000. Chị em mình có thể search ra cái mã này, cái mã hàng mùng tinh xuất khẩu Nhật Tăng nè, là hàng người ta xỉ ra 70 mấy nghìn, xỉ 70 mấy nghìn, xong mua về chị em mình search là người ta đang xỉ 70 mấy nghìn. Em đi luôn chị em 79k con mấy 6, 85.000 con mấy 8 nha, 79.000 mấy 6, 85.000 mấy 8. Nói chung là giá em chạy luôn chạy mình giá này giá phục vụ thôi. Nhiều chỗ người ta đang xỉ số lượng lớn ấy, là bảy mấy nghìn cho mấy 6 ấy. Nói chung là ngang giá bán xỉ bán lẻ rồi. Đấy, nên là em không có cái này, em đi đợt hai đợt thôi để gọi là chị em mình khỏi đi ra ngoài nó mua nó cao quá thôi, chứ còn lãi những cái này làm sao mà bán có lãi được chị em mình. Cái này gọi là bán cho nó đa dạng để chị em mình khỏi đi ra ngồi mua tốn tiền ra, mua đắt ra tốn tiền ra đó. Qua nhá, đây chủ yếu màu xanh đi thầy chị em mình, ai thích màu hồng thì áo màu hồng, còn không mặc định em sẽ lấy chị em mình màu xanh nha, mặc định thì em sẽ lấy chị em mình màu xanh, còn chị em mình không nói gì là em sẽ lấy cho chị à, quên luôn, mặc định màu xanh, nếu chị em thích màu hồng thì báo lên màu hồng. Thấy rồi đấy chị, chốt rồi đấy chị, rồi qua nhá, chị nào chưa có thì cứ lên luôn dùng nguyên nha. Còn lấy gì nữa rồi lên quần áo này, chị mình bảo lên cái gì nữa rồi lên quần áo này, đa đa. Còn cái thảm chăn luôn, không phải thảm chăn mà là thảm bếp, thảm bếp. Cái này chị em không chọn mẫu nha, chọn mẫu có đó chị, trên như trên nhau 10.000 nữa là 95.000, trên 10.000 nữa đấy 95.000. Đây cái này thì chị em lên, cái này cái gì nhau cũng có hết, em thiệt cái gì cũng có, mỗi cái thiếu tiền thôi. Trừ mỗi tiền là không có, chứ cái gì nó cũng có cả. Đây chị nè, chăn em lên rồi, chăn em lên rồi, cái này chị mình không chọn nhá, cho nó nhanh nhá. Bên em cũng giao màu ngẫu nhiên như chị mình đâu, giao màu ngẫu nhiên nhá. Này cái này em giao màu ngẫu nhiên, em lên rồi chị ơi, chị nào cần có thể vô trang cá nhân đặt nha, em để em đặt ấp lại cái thắng lợi cho chị em mình đặt. Còn cái kia thì không chọn mẫu đâu, thắng lợi này là cho chị em mình chọn mẫu, em lọc về 4 mẫu để cho chị em mình chốt. Còn cái hàng hàng cốt tông poly thì em không cho chọn mẫu, có trên nhau 10.000 nữa chị, trên nhau 10.000 đây, 10.000 20.000 ta, 10.000 vậy cho trên 2 trên 10.000 nữa là ra là 95.000. rồi cái này lên mã thảm chăn Trung Nguyên nhá, thăm bếp ấy. Lên mã bếp Trung Nguyên được, không chọn mẫu như vậy mình. Cái này nhà em không chọn mẫu nhé, một cái thảm dài này, một thảm ngắn như vậy mà nó, một thảm dài một thảm ngắn, thảm chân đấy. Nếu mà giờ thì chị mình dùng những con này em thấy là ok rồi. Giá còn bao nhiêu, còn tép giá mùng kích thước mấy, còn tép mới sẽ về hàng đẹp nha, hơn xíu nhé, hàng trăm mấy. Còn mà giờ dùng thì là em thấy cái này dùng ok rồi, tép thì em sẽ về hàng đẹp, mấy 6 là 260 chị ơi, mấy 6 là 260 nha. Em sẽ về cái hàng đẹp hơn xíu là hàng trăm mấy để chị em mình trải tết. Còn mà thời điểm giờ thì em thấy là dùng những cái nào quá ok. Trong nguyên con này cứ lên mã thảm bếp, một thảm dài một thảm ngắn, em đi luôn chị em mình là 60 mấy nghìn, 60 mấy nghìn, 6 mấy nghìn này, 69.000 đi, 65.000 đi, 65.000 đi, 65.000 một cái thảm bếp nha. Cái này lên luôn dùng thảm bếp 65.000 đi, 2 tấm, một tấm dài một tấm ngắn nha. Em nói là cái này thì nó không có xịn sò, nhưng mà ở giờ thì dùng cái này em thấy là ok rồi. Còn gần tết thì là chị em mình, em sẽ về cái hàng đắt hơn hàng trăm mấy á, để chị em mình trải cho nó, nhìn nó cho nó đẹp đẹp, nó sang sang tí. Còn giờ mà dùng hàng ngày thì em thấy cái này cũng ok rồi nha. Giá đi chị em mình 65.000, không chọn màu giùm em nhé, không chạy mùng chụp, khách cũng hỏi nhiều lắm, nhưng mà
nó mệt quá, nhiều thứ quá, nhà em quần áo nhiều, quần áo nhiều nên là em không chạy mình chụp nè. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá, cứ lên mã thảm bếp chung là được. Thảm bếp nhiều mã lắm, nhiều mẫu lắm. Khi chờ chị Ngọc Nguyễn đỏ đi, cứ lên mã thảm bếp 65 cho nguyên là ok như vậy mình. Thảm bếp 65 cho nguyên là được nhá. Chốt mã thảm bếp 65 cho nguyên là ok nha dẻo mình ơi. Không mua được cái, mua cái gì vậy thiệt luôn ấy. Rẻ ráy chắc người ta không bán dẻo mình cái này, ngồi mua 95.000, 100.000. Em mua rồi mà. Mọi khi em mua cái này là gần 100.000 đấy, 100.000 đấy. Còn cái mà cái xịn như mình mua hồi Tết là 200 mấy nghìn. Thì là cái đó thì là cuối năm sẽ bán dẻo em tầm 100 mấy nghìn. Đấy. Cái này gần Tết thôi, gần Tết mới dùng cái xịn xịn đó giờ. Thường ngày hôm nay dùng cái này là ok rồi. Rồi lên quần áo nha chị em mình ơi. Dạ chị ơi, chốt đơn xong là đi đơn rồi nha. Ra chống thấm có tông có. Có luôn. Lên luôn này, lên luôn rồi, lên quần áo cho dứt chị em mình này. Chạy bóc luôn giùm em mấy cái mã. Em chạy là chống thấm là có tông nhá, chứ không phải là chống thấm cái loại gọi là loại dù nha, lưu ý để chị giúp bóc hàng. Để chị bóc hàng để giúp em xíu nhé. Bưng mẫu cho em thôi. Ai bưng hết chứ. Đây ga chống thấm em có luôn nè. Trời, bà này bà làm cái cây của họ. Bà đi nữa. Chống thấm thì em đã sẵn rồi mà, để em kiểm tra lại cái giá. Kiểm tra lại cái giá. Ờ. Đố nhớ. Không. Nhớ. Mất 6, 95. Mất 6, 95. 105. 105. Từ. Từ, đưa cái mua, mua rồi nhớ à. Rồi mấy 6 mấy? Mấy 6, 95. Rồi. 1 mấy? 1 5. Nghe đâu. 2 2. Không biết. Ok, thì em lên bán cái này thực sự là năm nào thì nó cũng những cái mẫu như này hết, cũng không chọn màu. Chị nào mà cái nào vô mùa mưa mà chị em mình mà không muốn cho con đóng biển ấy. Quần gió em không có đâu chị, em không có quần gió đâu. Em không lên quần gió đâu chị. Cái này là ra chống thấm, nhưng mà chống thấm của nó là chống thấm có tông như vậy mà nó. Cái bề ở bề mặt của nó là có tông chứ không phải là gọi là bằng bằng gọi là người ta vải, gọi là vải dù ấy nha. Ở ngoài người ta vẫn chạy vải dù ấy. Con này em đi luôn chị ở mình nè. Toàn bộ cái này là Nguyệt bữa nay không. Dạ cũng có đi ship chị. Có ngày ship ngày không. Đây nè. Giá của hắn là 280 mấy nghìn thì chị mình. Đấy, cái này chị em mình không chọn màu giùm em. Chị em mình cứ lên cái kích thước giường trong em là được. Nha, em đây chị em lấy 6 là 100. Ông là 95.000. 95.000. Đúng dòng có tông nha, còn cái dòng mà dòng gọi là dù ấy, ở trên là vải dù ấy thì nó rẻ hơn rất là nhiều, rẻ hơn mấy chục nghìn lần. Về như nếu về là vải dù là về lên chị em mình tầm khoảng 60.000. Tầm 60.000. Chị nào mà có con nhỏ là nguyên đọc cái giá là chị em mình biết giá rẻ hay hay đắt liền. Dòng có tông hàng đẹp nha chị em mình ơi. Ở trên là vải, bề mặt của hắn là dạng hai lớp có tông nhé. Chị em mình cứ lên chống thấm cho nguyên, kèm cho nguyên cái kích thước giường. Mét 6 đi chị em mình 95. Mét 8 em đi luôn chị em mình là 105. Và 2m2 đi 115.000 nha. Chị em mình cứ lên toàn màu đẹp thôi mà. Em nói chung cái nào về em cũng lập màu hết. Chị em mình cứ lên chống thấm. Nhưng mà bề mặt của nó nhớ luôn dùng nguyên, em đang chạy chạy chống thấm có tông. Mùng em lên rồi chị ơi, chứ không phải là chút có cái dòng ở trên là loại loại dù nhá. Đấy, chốt cái này giùm em chị. Chị rút vỏ em không không cho lọc màu đâu, tự chống thấm cho em. Nha, chị nào lấy chống thấm cứ lên chống thấm cho được. Còn không. Đấy. Còn không là mai em up lên cho chị em mình ấy nhá.
ra chống thấm cốt tông nha, nhớ luôn dùng nguyên liệu em đang chạy cốt tông đấy. Rồi qua nha chị em ơi, qua nha. Không còn quần gió à, còn một ít quần u mì em sẽ lên chị em, sẽ quần u mì đi áo hết đi nhá, quần u mì áo hết đi, giờ sẽ lên chị em mình quần áo này. Rồi tương tác cho em đi qua nhá, tạm qua hết những cái mã này nha chị em ơi. 85.000 m4, 80.000 m2, mét 6 là 95, mét 6 95, mét 8 là 105 và 2m2 là 115.000. Rồi nhá, qua nha. Chị nào lấy chống thấm cứ lên chống thấm cho Nguyên, kèm cho Nguyên cái kích thước giường mét 4, mét 2, mét 4, mét 6, mét 8 và 2m2, cái nào cũng có hết. Rồi qua anh chị em mình ơi, là nha, lên qua đi chị em mình. Trời ơi, lên quần áo nó cho nó nhẹ nhàng nhé. Thì cái này bán cái này kẹp hàng cho dễ mình, cho chị em mình đỡ đi ra ngoài. Cái nào mà em có nguồn thì em sẽ giá ok thì em về em phục vụ cho em. Cái gì em mình đi ra ngoài mua mã, mua mã trên mấy chục nghìn, thậm chí trăm nghìn. Rồi qua nha chị em mình ơi, tương tác cho em đi. Em lên quần áo đây nè, em lên quần áo đây nè nha. Mỗi chị em mình đang xem like chấm tương tác cho em đi. Chống thấm đó khách, nói chống thấm chị ghi trên chút trên một tờ luôn quá hề. Giờ chống thấm em đọc lại cái giá nè, đọc lại cái giá cho chị em mình nè. Mét 2 là đi 80, mét 2 80 nhá, phải không ta? Hồi nãy đọc mét 2 mấy ta? Mét 2 85 à, mét 2 85, mét 4 là 90 nhá. Mét 6 em đi luôn chị em mình 95, mét 8 em đi luôn chị em mình là 105 và 2 mét 2 em đi chị em 115.000. Đừng nói đầu óc bữa nãy ngơ lắm, nói xong vẫn quên mất tiêu rồi, loạn. Đó, bữa nay nói đâu quên đó, nói đâu quên đó à. Tao lên xe u mì hà. Quần u mì xịn luôn, em nói vô mùa mà giờ sang con này sướng nè. Như nhau phải. Rồi bóc cái quần u mì lẻ lẻ nó cho lên bán đặng trước nè. Đây nè. Đẩy cái quần u mì đó ra, đẩy cái này vô. Rồi tương tác cho em đi. Đấy, quần u mì. Quần u mì chị nào chờ rồi? Thôi ghi lại đó đi rồi sao? Để like cái đã. Đã cái này là. Ừ, nhanh lại đi. Rồi em lên luôn chị em mình nhá. Quần mì xịn cho Nguyên. Bỏ qua đây, để cái này ra đi. Mì xịn nhá, cái này thì chị nào chờ hè? Chị nào hay hỏi mì à? Chị Trang Lâm hỏi mì. Mì em nó là mì xịn luôn. Cái này đang còn lẻ tẻ thôi. Soạn ra được ít em lên sale luôn. Chị em mình đúng mùa luôn. Quần mì sọc thể thao nha chị em mình ơi. Nhưng mà chắc nó bao đã luôn. Quần mì loe à. Leo mì chắc không còn. Chị em mình nhìn cái cặp quần xịn lắm. Xịn lắm. Em có luôn chị em mình size M cho 50 nè. Size M cho 50 nè. MLXL 2XL 50, 52, 55, 57 gọn lên 60 cho Nguyên nhé. Từ 45 độ, 40 độ lên 60 độ về là có size. Còn Nguyên đầy ri luôn. Quần mì xịn cho Nguyên nhé. Chắc bao phê phê luôn. Hàng này hàng em sale 89.000. Em đi nói luôn cho dạ mình, con này giá lên chị anh 75.000 con. 75.000 nhá. Em nói là khách nhà em mua hết. Ờ. Khách nhà em giờ lái sỉ 200 cái em đã đi chị anh 70.000 rồi. Rồi còn 3 size này chị TT 75.000. Hàng 89.000 của mình đấy. Em đi chị anh mới nốt 75.000 luôn. Còn gì xe đó, bỏ cái này chị TT. Em nói chạy quần mì này chị mình yên tâm nhận hàng về đi. Khách nhà em cứ nhận hàng về là hỏi tới hơn luôn rồi. Giờ thứ còn ri ri thôi. Mà nó hết rồi chị ơi. Cái này cũng còn ri, lên mã 1 sọc cho Nguyên nhé. MLXL 2XL nhận hàng về chắc 6 đừng mua hàng nhà Nguyên nè. Thiệt luôn. Thiệt luôn. Lấy mã sọc cho Nguyên, lấy mã sọc này được chị Thùy Trang nè. Từ size M. Mì xịn cho Nguyên nhá. Chốt mã 1 sọc cho Nguyên là được nè. Kèm cho Nguyên cái số ký là ok. Em đi chạy bên con này 75.000. Chạy mì sọc, mì xịn nha. MLXL 2XL. Chốt mã 1 sọc kèm cho Nguyên cái size là được nha chị em mình nhá. Học kèm cho Nguyên cái số ký là ok. Chị Đỗ Thị Trang có thể lấy qua cái mã này cũng đẹp nè. Mã này cũng đẹp nè.
Ok thì chốt nhá. Giá đi 75.000. 75.000, chị nào lấy mã 1 sọc kèm cho nguyên cái số ký là ok. 1 sọc kèm số ký. Xong rinh ra cái bao kia nữa luôn, sale luôn. Nha, 1 sọc kèm số ký lên luôn dùng nguyên là ok. Giá đi chị ở mình 75.000 con. Sale chị Huệ Lan. Sọc sale rồi ok nhá, chị nào lấy sọc lên sọc luôn dùng được. Chị ơi, chốt đơn xong là đi đơn hết rồi, đổi cho Từ Trang con lấy sale. Em nhà em chốt đơn xong là đi đơn hết rồi nha. Rồi còn cái size 50 và cái size dưới 60 là ok. Không, cái này không có quần la chị ơi. Chị Trương Vy lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên live cho em. Rồi còn cái size 50 đổ về giá đi 75.000. Còn cái size 50 đổ về và giá đi chị mình là 75.000. Lên địa chỉ luôn trên live 58 em hết. Hỏi à, nhắn tin cho chị gì, chị gì Lâm á. Nói là Nguyên đang like quần quần mì, chị hỏi quần mì miết luôn á. Con này lên mã chữ. Con này lên mã chữ cho Nguyên nhá, mì xịn con này là lưng chung nha dạ mọi người. Mì xịn lưng chung nha, lên mã chữ cho Nguyên cũng được một ri từ size M tới size 2XL nha, không có 70kg chị ơi. Toàn bộ cái này quần nữ không có 70kg. Rồi cho Nguyên con này đi, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Comment mã này là mã chữ cho Nguyên là được. Lên trang em lên rồi chị ơi. Một sọc size 45 cho chị Hằng Nguyễn nào đây ta. Hằng Nguyễn lên địa chỉ số điện thoại. Chị Hằng Nguyễn ơi, lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên live cho em đi chị. Lên hẳn địa chỉ lên số điện thoại luôn trên live cho em. Rồi lên mã chữ cho Nguyên nhá. Comment mã chữ kèm cho Nguyên cái số ký là được. Nó rất là đẹp, mì xịn, dòng mì tàu ấy. Chứ không chạy mì leo, mì phai thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Vậy mình ơi, em chỉ nào giờ chỉ chạy chị em mình. Một là mì hàng, hai là mì đây đỏ, ba mì tàu thôi. Chứ không có đi mì mì leo, mì pha, nhận hàng mình lỡ mà đụng mì pha về là em xả lỗ hết. Nha, chị nào lấy chữ kèm sai cho Nguyên được ri. Giá đây luôn chị em mình 75.000. Nhá, chốt chữ kèm sai cho Nguyên là được. Một ri chữ kèm sai. Nha, lên nhanh tay mã này là mã chữ kèm sai nhé. Mỗi thứ mỗi mã còn cái hai cái không có nhiều được chị mình. Ok. Quần tổ ong em đây rồi. Hello chị Ly nhá. Giờ mới vô trời. Nãy giờ mới vô à? Có cái gì? Ăn ọc hết ra rồi giờ làm sao? Cho chị Nguyễn Liên. Có cái gì giờ? Ai bác ba đang làm việc. Mì đây đỏ. Con này mì đây đỏ còn cá. Cái này xịn quá luôn, em nói xịn quá luôn. Size 6 chục mì đây đỏ 83.000. Không mở được. Mì đây đỏ 83.000 nhá. Chị nào lấy đai đỏ, chút đai đỏ chút nguyên là được 83.000. Con này nhận hàng về sướng nè. Hàng này hàng 145. Giá con này hàng 145 đi chị em mình 80. 83.000. Nha chị Ti Ti. Hàng đó là hàng 145.000 đó. Coi bá. Rồi tâm bo cho Nguyên 79.000 luôn, size 60. Mì dán bo cho Nguyên nhá, lên mã bo cho Nguyên là được. Comment mã boy cho Nguyên là được con cái nhé. Lên boy cho Nguyên là ok nè. Nha, đây chị mình là 79k size 60. 79k và size 60 cho size 2X. Đây đỏ em hết rồi chị Ngô Mẹ Quý ơi. Cái này còn thứ cái cho máy. Đi hết cho nó gọn. Em mới mo ra đây nè. Cái này quần quần legging mì. Quần legging mì size 50. Quần legging mì size 50. Sale chị mình con này 69k. Quần legging mì nhé, size 50, size 69. Chị nào lấy legging, chút legging cho Nguyên là ok. Ai kêu đó mít kia. Còn cái này size 57. Tâm boy nha, mà đi 79.000 thì chị mình không mua phí lắm luôn. Còn bộ là dòng mì xịn. Chị nào lấy boy, chút boy cho Nguyên nhé, còn cá. Comment mã boy cho Nguyên. Ở 60 lấy con hồi nãy con trước nè. Con trước à? 79.000. Rồi còn cá, chị nào lấy boy lên boy cho Nguyên là ok như vậy mình ơi. Nó quá là rẻ và nó quá là đẹp nha. Toàn rẻ và toàn đẹp như vậy mình nhé. 60kg à? 57, con nó 57kg. Rồi tiếp lên đây chạy mình một ri nè nè nè. Một ri nè nè nè. Cái này lên mã 3 sọc cho Nguyên toàn xây bự nè. 3 sọc cho Nguyên nhé, toàn xây bự. Tương tác với chạy mình ơi, chấm tương tác cho em đi. Comment mã 3 sọc kèm số ký cho Nguyên là ok nhé. Toàn bộ là theo. Em không lên đồ bé đâu chị ơi. Boy kèm số ký cho em nha. Em không lên đồ bé tới nên không lên đồ bé nhé. Chỉ là lên đồ lớn thôi. Xeo đồ lớn. Rồi cho Nguyên con này. Comment mã 3 sọc. Anh kêu kìa, anh kêu kìa. 3 sọc ri.
có ra đây không? Không đủ ri. LXL với 2X thôi. LXL 2X thì tinh tinh. Rồi nhá, còn một cái mã 3 sọc. Còn một cái mã 3 sọc cho size 55. Còn một cái mã 3 sọc cho size 55. Ba này ba sọc dài như này luôn. Được cá thôi. Giá đi chị em mình con này 69k. Nha chị nào lấy ba sọc dài. Chốt ba sọc dài cho luôn là được. Thấy con cái cá. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Thì còn mấy cái gì ta ngực ngực lẻ tẻ tẻ nó bỏ lên xem hắn tặng luôn với. Với đại luôn cái bao hàng xả nó ra luôn dùm em đi. Xe 55 lấy cái hồi nãy dây chị. Xe à. Rồi con này quần legging cho Nguyên nhá. Mì legging. Mì legging cho Nguyên nhá. Size 50. Mì legging size 50. Rồi cho em lên áo ngực. Mì legging size 50. Cái này em có con cáo. Đi kẹo mình 69.000. Nha ai lấy mì legging chút mì legging. Còn bộ là size 50 ký hết á. Có con cáo này size 60 này. Tương tác đi kẹo mình ơi. Thả tim thả like chấm tương tác cho em nhá. Để còn lên hàng. Con này legging size 60. Nguyên chỉ chạy 10 hàng thôi, dạ mình để ý cho Nguyên. Chỉ chạy 10 xịn thôi nè. Đấy, con này em được chạy mình 69k. Chị nào lấy cái này lên legging size 60. Mì legging size 60. Đi chạy mình 69k. Tương tác thì dạ mình đã chấm tương tác. Thả tim thả like cho em đi. Em lên hàng. Cái gì á? Cái gì sao gì cái không sao nữa. Thôi cho lên ngực luôn. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên nhá, tương tác với chị em mình ơi. Lên cái này để em lên ngực, lên đồ, lên bộ, lên áo nhá. Hấp đi luôn. Ố, 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 120 chị mà sao thấy đứng đơ vậy nhỏ. Hàng mì xịn lâu lâu mới có hàng mà sao đứng đơ vậy thầy. Rồi cho Nguyên con này đi. Áo gió bé, size 30. Con còn cái, con là size 30. Khách hỏi quá chừng luôn á. Này hàng xã nhá, 89.000 size 30, con cái. Gió bé size 30 con cả. Chị nào lấy gió bé size 30 chốt lên luôn dùng luôn. Ok. Gió bé size 30. Một con món không đi đơn Thanh Ngọc. Thanh Ngọc từ ngày 15. Rồi cho Nguyên con này tặng 39.000 luôn. Tặng 39.000 luôn. Size 60. Thì lấy riêng thì Lưu Bảo La. Con này size 60 39k luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng luôn nhé. Giờ bán cho Liên không? Cái trong này nè. Đủ size. Trừ lên từng size à, bóc từng cái từng size à. Trời ơi. Rồi con này em đi 49k. Giá này bao nhiêu à? Giá 89k. Quần gió nam. Con này em bị chấm 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 chấm. Xứ này bị giặt được cái gì vậy mình? Thế. Con này em bán tặng đi. Con này size to. Size 68-70. Con này em bán tặng luôn, chị mình 69k hàng 95. Đây này bị chấm chấm xíu này chị mình. Con này bị chấm chấm xíu này chị mình thấy không? Đây là kia nhỉ. Không, con nó 40 mấy nghìn. 40 mấy nghìn. Rồi lên mã này là mã 69k. Đây là cái mã 2X á, 2X dưới chân ấy. 2X dưới chân ấy. Quần nam bị lỗi nhá, bị lỗi chấm chấm xíu nhá. Rồi cho nguyên con này. 69.000. Rồi con này size 65, 95.000. Size 65 và 95.000. Chị nào lấy quần nam xịn cho Nguyên là được nhé. 95.000 thôi. Nha, chị nào lấy mã nam xịn cho Nguyên. Những cái con này chị em mình nên mua đi. 95.000 con này. Chị nào lấy nam xịn 95 chút, nam xịn 95 cho Nguyên được. Quần 55 là gì ta? Mình đi 55 là gì ta? Size 65 mấy chị tí tí con quần mình. Rồi cho Nguyên con này. Mã này mã xã size 50. Xã size 50. Chốt lên mã xã size 50 bán tặng chị em 45.000 luôn, hàng 69.000. Chị nào hay mua hàng chị em biết cái con này bán bao nhiêu tiền. Chốt lên con này 45.000. Rồi. Rồi. Con này size dành cho chị em mình 57kg đổ về, con này bị chấm chấm xíu nè. Em bán tặng con này 39.000 luôn. Con này tặng 39.000 luôn. Chốt mã 39 ra cho Nguyên là ok. Được chấm nhầm nhẹ nhẹ xíu nha chị em mà nó. Chấm nhẹ xíu nè. Comment mã này lên 39k. Hàng này Nguyên đang sale 85, sale 57. Cái này nữ nhá. Còn mỗi 36 à. Comment mã tắt nữ cho Nguyên 5 đôi.
39.000. Đâu có chốt gì đâu. Nghe rõ có số ký chốt đơn giùm em nhé. Cầm em mã tắc nữ cho Nguyên 39.000 đô. Tắc nữ 39.000 đô nhé. Chip sao cái chip này cứ xả tới xả lui ta. Con này em đi chị em 49.500 con. Chip xịn cho Nguyên này. Dạ ăn vô tư, dạ ăn thoải mái hết. 40 đến 6 mấy ký, 62 ký mang ok luôn cho Nguyên nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên giá lên chị mình là 49.000 một set tắc. Lên mã tắc 49 cho Nguyên là ok. Tắc 49 là tắc hay là tắc 39.000. Quần chip 49.000. Chip gì TT. Rồi nhá, lên mã chip 49K10 con. Âu lộn sorry 5 con. 5 con nha chị em ơi. 49K và 5 con. Rồi lên mã quần gió size 50. Con này hồi tối lắm thì còn hàng. Tắc nha. Cho Linh Hồng. Cho Nguyên con nè. Chip cho chị Thiên Bình kìa. Con này lên luôn dùng nguyên con này lên mã quần gió 55 size 50. Quần gió nữ 50K. Quần lộn 55K và size 50. Cầm em mã này lên luôn dùng nguyên á. Cầm em mã quần gió chung là được. Quần gió chị TT. Rồi gió bé size 25 89.000. Gió bé size 25 89.000. Những cái con này giờ chị có rất rớt thôi chị em. Đang không có hàng để mà like luôn á. Rồi nhá, chị nào lấy gió bé size 25kg 89.000. Nha, chị nào lấy cái này lên mã gió bé luôn dùng là ok. Sao chị Lưu Bảo Lan chỉ xả cái này ra. Bộ Bu Ma đi xả ra. Sao cái này thế. Cho ti ti. Bé, gió bé. Khắp thì mua không có mà cứ mua dùm rồi xả như thế này mệt người lắm chị em mình ơi. Chị em mình mà cứ lý do mà mua dùm rồi bỏ lại bữa sau không chốt nữa đấy. Mất công lắm luôn á. Like lúc người ta like không có hà. Rồi cho Nguyên con này nhá. Cầm em mã bộ Bu Ma cho Nguyên bộ này xịn này. Chắc đẹp này. Đẹp cả áo lẫn quần luôn. Nha, lên mã bộ Bu Ma cho Nguyên nhá. Cầm em mã bộ Bu Ma cho Nguyên size cho bé nhà mình dưới 30kg. Chị Hằng Nguyễn này ta. Chị Hằng Nguyễn cứ lên lại địa chỉ số điện thoại lên trên like cho em đi chị. 115.000 bộ Bu Ma. Bộ Bu Ma hàng công ty. Bộ Bu Ma hàng công ty nhá. Chị em mình ơi. Quần gió nam size 68. Size 65 68 quần gió nam cho Nguyên. Lên mã quần xịn cho Nguyên là được. Giá đi chị mình 95.000. Quần gió nam cho Nguyên nhé. Quần gió nam 89K con này luôn. Em lên rồi. Quần gió nam cho Nguyên. Thấy bu ma rồi nha. Gió nam cho đi đây. Rồi cho Nguyên con này với nè. Size 57. Nè, phải không? Phải nó điêu đâu. Bao nhiêu chị chốt quần sung này không có à? 55K. À sao? Giờ cái vụ đó, vụ đó. Sao? Ê? Con này lên mã quần gió cho Nguyên là được. Con lên mã quần gió size 55 cho Nguyên là ok. Giá đi 55K luôn. Quần gió, quần gió. Thì tây tây. Thì tây tây. Rồi quần nam xịn size. Size L mình còn hàng không hề? Quần nam size L. Size L. Size dưới 60. Thì nào lấy quần gió nam. Size L dưới 60. Đây này chị Trung Thủy. 95.000. 95.000. Mua ma em hết rồi. Đâu chút đơn bao nhiêu đâu có 3 triệu. Có cái chân nó to to chứ đâu có cái gì đâu mà 3 triệu. Chị Lý. Đâu có cái gì đâu. Thế ok mà cái chân to thôi. Cái chân 89.000 đi. Thế cả đóng mà ủa chút đơn mà cả đóng này. Sai này là. Rồi cho Nguyên con này nhé. Comment mã này. Hết rồi chị ơi. Áo bé size 34 79.000 hết đi tàu. Áo bé size 34 79.000. Lên mã áo bé size 34 79.000. Comment mã áo bé size 34 79K. Rồi lên mã bộ bé cho Nguyên là được. Cái áo bé hot đi nó mình còn gì đâu. Nó còn gì nữa đâu đúng không. Áo bé hot đi ngày hôm qua mình like. Hôm qua hôm kia gì đó mình like. Màu hồng. Rồi cho Nguyên con này lên mã bộ cho Nguyên là được. Bộ bé cho Nguyên size 25. Bộ bé size 25, 135, 125 luôn. 125 bộ là bộ da cá tàu.
của da cá tàu chị em mình chờ chắc là 2 ngày, nhanh thì mai, còn không là mốt sẽ về hàng xịn, hàng cao cấp, hàng cao cấp, hàng bé cao cấp. Rồi chị nào lấy cái mã này lên nhanh tay cho Nguyên nhé. Chị nào lấy bộ bé, chút bộ bé cho Nguyên là được. Rồi lên chị em mình mã này, hiện tại mỗi còn mỗi 3 mấy chị, ngực xuất phát này còn mỗi 36 rồi. Cái vàng phải 25 chuột. Chứ chị nào lấy ngực nào xe 36. Cái mã này 5 chuột màu vàng nha. Còn mã mỗi 36 này. Lên ngực lá xình nè. Thôi lên mã ngực lá đi nhá. Mỗi 36 thôi, cái này chị nào lên trước có sai. Còn một tuần nữa được máy xét lắm. Cái này còn ít đi dạ mà nữa. Đây mã ngực lá xịn nha Nguyên nhá. Cái này khác với đây này dạ mình nhìn cái lá, nhưng mà hai cái mã lá khác nhau dạ mình. Mã lá này Nguyên chỉ đi bình thường là dạ mình là 45.000, sau bữa sẽ dạ mình 29.000. Khác nhau nha dạ mình ơi. Chứ không dạ mình kêu ôi sao nó hôm bữa nó bán có 20 sale 29.000. Sau giờ nó bán giá khác đây nè. Đây chị em mình thấy không? Hai mã khác nhau nhé. Chị em mình mua hàng để giùm em. Mã này em đi rẻ hơn nè, 28kg không có. Mã này em đi rẻ hơn, bình thường đi 45. Xong còn size nhỏ nhỏ em sale 29.000 là còn mấy con. Là khác cái vậy mình, em vẫn chạy cái à, quên chị này chỉ còn lẻ size thôi. Rồi cái này là lá xịn, cái này chắc siêu mềm. Hàng xịn nha. Hàng dễ mình đi mua rẻ lẻ ra 89.000 con. Hiện tại em còn mỗi 36 thôi. Không còn size gì hết, không chọn màu. Đẩy lên còn size những màu chứ sao sao. Không chọn màu nhé. Chủ yếu là màu chủ đạo là màu một kem nhé nè. Mốt của nó là mốt 3 phân như vậy mà nữa. Chủ yếu là một kem thôi. Chủ chạy 70 là rẻ đó. Hôm bữa em còn thấy bán 90.000. Còn trên Facebook nó bán lẻ ra là 89.000 con. Nha, rồi lên luôn dùng nguyên con nè. Comment mã ngực lá cho Nguyên nhé. Em đi nó luôn chị em mình 120.000 luôn đi. Hai con. 120 nhá. Này đang đi một máy à, 125 à, 129 này. 115k nó luôn đi. Cái nào còn mỗi 36 mà còn được màu hơi màu này, thôi em đi nó luôn chị em mình 115.000 đi. Một đôi nhá. Em không đi lẻ như vậy mình ơi. Nha, chị nào lấy cái này lên mã ngực cho Nguyên, ngực xịn cho Nguyên là ok này. Chắc đẹp, mốt của nó mốt 3 phân rưỡi. Mốt 3 phân với con này mốt 3 phân. Giá đi chị em mình 115.000 một đôi luôn nha. Tại vì còn mỗi size 36, không còn cái size gì hết. Cho nó gọn luôn cái mã nè. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên quả đẹp, chắc đẹp nha. Chị em mình cứ lên mã ngực. Có thể là em lấy hai cái màu này luôn chị em mình. Thì đa số còn chủ đạo màu này thôi. Màu này dễ mang mà. Có thể là lấy hai cái màu này luôn á chị em mình nhá. Còn những cái màu xanh, màu nu này ít, màu nâu ít lắm. Cứ lên mã ngực lá cho Nguyên size 36 thôi. Mỗi xe 36 115.000 một cặp nha. Giá nhà Nguyên thì chị em mình yên tâm mà giá mà mua thôi. Không bao giờ bị đắt. Em đảm bảo luôn không bao giờ bị đắt. Để từ lúc Nguyên đi mới hàng về và cả lúc sale cũng như thế luôn. Nha, chị nào lấy mã ngực lá cho Nguyên 130. 115.000. 115.000 cặp. 115.000 cặp. Quý ích quá, tương tác cho em chị em mình ơi. Tránh tương tác hả tim hả like, tránh tương tác cho em đi. Tại em đang chạy bằng mấy cái mã này luôn, cho nên phải là tại vì ít sẽ đi chạy hàng lẻ. Sale cái hàng lẻ nha. Lên xoáy cài qua đi nhé. Xoáy 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 xoáy. Rồi cho Nguyên cái này em còn được mấy con cho bé nè. Con này em đi chạy 49k đây nè. Còn được từng này con nữa thôi nè. 49k con này luôn. Cái này sẽ 18-20 nè. 49k nè. 18-20. Có hai con. Em không. Quần công sở đen giờ chỉ có quần ruby thôi. Chỉ có quần ruby 95.000 thôi. Size 18, con này đẹp nè. 18-20 nè. Hai cái này dịp TT nè. Còn đựng chồng này nữa nè. Đẹp, coi đẹp lắm. Rãi. Thì TT hai con nè. Rồi mã sau này size 22. Có ngực cho chị Ngọc Hiền rồi đây hả? Đi cậu. Ơi. Còn một cái size 20 nữa thì em nè. Size 20. Thậm chí 22 còn mang được con nè. Chị nào lấy sao cái này bé gái vậy mình là 49.000 con nha. Chốt mã sao trong là được size 22.
49k con. Được hai con size 32. Cái nào chị Mỹ Nhung Lê ơi? Cái nào đó chị đang hỏi mã nào đấy? Cái này TT con. Cho chị. Cái này con gái gì ơi? À này con gái con trai gì mà ăn được. Thôi lấy cái này đi. Cái này chị Ly đi. Phạm Thị Ly. Rồi nhá, còn cái này 49k. Cái này chị Sương Thu. Sương Thu. Còn còn 20kg. Hai con này sang 20kg. Sao chị Sương Thu rồi. 20kg lấy cái mã này. Áo sao 49.000. Coi đẹp mà. Đẹp rẻ. 49.000 con. 49.000 một em nha. Sao 20. Chị nào lấy chữ xám sao 20 là được. Mã sao em hết nhá. Còn mã chữ xám đó 49k chốt lên cho Nguyên nghe chị em mình ơi. Còn được hai cái. Lên mã chữ xám 49 cho Nguyên là được. Còn được hai cái. Con này đẹp rẻ. Và cái này là size 32 này. 28 này. 25 nha, từ 25 đổ lên 32 đổ về. Sáng nó gì tìm tìm cái. Thì kim lên cái. Kim lên cái. Rồi con màu đậm cho Nguyên nè. Sai 28 đổ lên 32 đổ về là ok. Nha, màu nâu cho Nguyên. Nâu xám vậy đậm. Giá lên chạy 49 con nè. Ai chưa có cái này số nốt nè. Rẻ. Cái này em thấy rẻ quá luôn. Sai 32. Sai 32 cho chị Ly. Phạm Thị Ly. Rồi 30-28. Giá lên chạy mình con này 49.000. Con này mà không mua nữa thì thôi. Không mua cho con này nó tiếc lắm luôn ấy. 22 cái này rộng rồi chị ơi. Cái này rộng rồi. 32 hết rồi. Còn 28, 25. 28 gì ti ti. 28 gì ti ti. 28, 25. 28, 25. Còn 25. Giá đi 49 nha. Rồi còn đây mấy cái con quần gió này nữa hết rồi. Tổng hết con quần gió luôn. Hết sạch xanh xanh luôn quần gió luôn. Xe máy đó chị Nguyễn Hiền ơi, chị Nguyễn Hiền lấy xe máy. Em còn có mấy con này thôi nè. Ai hồi tối mà chưa lấy được cái này là sắt luôn, hết hàng đó. Xe dưới 60. Ống bo nhá. Xe dưới 60 ống bo giá không đi chị mình con này bao nhiêu tiền? 55.000. Xe 32 em hết rồi chị Sương Cao. Còn ở xe 20 25 25 kg đổ về, còn xe 25 kg đổ về thôi. Rồi cho nguyên con này đi. Cái nào mà chị nào chưa săn săn luôn con này luôn nè. Giá lên chị mình con này. Không đủ ri. XL, L, M các mã. Ba cái gì ti ti đi. Thì ti ti ba cái đi. Rồi cái này thêm XL thêm size to chỗ này. Rồi còn cái. Thêm XL luôn, còn size to, bắt luôn cái chỉ luôn, mấy con size XL xong hết hàng. Rồi còn cái size L. Còn cái size L. Còn cái size L. 40 em hết rồi. Con này tầm 55 57 đổ về còn con cái thôi. Còn một em nữa thôi, giá lên trẻ mình con này. Đây luôn chị mình con này 55.000. 55.000 một em nhá. Ai lấy cái này lên luôn dùng mã 55 cho Nguyên còn được cái này. 55 nha, một em nữa thôi là hết. Chị nào lấy mã 55. Chốt mã 55 cho Nguyên, còn size 55 đổ về thôi và 55k con thôi. Rồi tiếp nốt luôn dùng con này. Size này dành cho chị em mình, thay lời cho chị Thị Văn Ngô. Thị Văn Ngô. Rồi tiếp luôn cho Nguyên con này đi chị em mình ở da cá tàu ấy. Ống bo nhá, con này đi 59k. Size 52 đổ về là chốt đẹp. Lên mã xanh cho Nguyên 59k cho Nguyên là ok. Xanh 59 có mấy cái áo bé chỗ này nè. Mã nó hồi nãy hết rồi. Hết hết quần gió luôn rồi đó chị em mình ơi. Cái này lên mã xanh cho Nguyên. Con này ghi giá vô bỏ qua chị cho xe dùm phải đi. Đứng bên đây bắt hợp lý, quay cai qua bên kia bóc được hàng. Chưa hết làm cho về rồi đó. Ngồi luôn tới khuya đó. Cái này có hai còn xây nhí nhí thì bán tặng luôn đi. Cứ rớt 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 lại xây 8. Xây 8kg bán tặng nó luôn đi. 30.000 hai con. 30.000 hai con nắp luôn. Hàng này em sale 5 sale là sale 50.000. Đấy, đi 30.000 hai con luôn, size 8. Cái mã bé size 8 cho là được.
Phần xanh em hết rồi chị Bèo Ma. Rồi lên mã bé size 8 cho Nguyên là được nè chị em ơi. Chút bé size 8 cho Nguyên là ok. Rồi cho Nguyên con này. Bé size 10 cho chị Thị Văn Ngô. Size 10 cho Nguyên là được 30k luôn. Bộ bé size 10 30k bộ bé trai 30 nó. Cái nó 30 thì Thị Văn Ngô. Cái gì đây? Eo, áo nam xịn nàng. Áo nam này xịn lắm, còn cái này dạ mọi ơi. 129.000 khoác xịn cho Nguyên. Đẳng cấp luôn á chị em mình ơi. Nhận con áo này chưa? Đây còn sót đường con size 65. Áo nam xịn size 65 này mang ôm ôm xuống cho chị em mình ơi. Nam xịn 129.000. Bé 39 là nào ta? Để đầu đọc cái nào bé 39k ta. Đâu có. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã áo nam xịn 129 size 65. Phát ngay cái này nè chị em. Áo nam chị Huyền Anh. Rồi, coi con áo bé này bán tặng nó đi. Đây mã tặng bé cho chị nào đang có đơn nha. Chị nào đang có đơn chốt con này luôn dùng Nguyên nè, size 10. Ai đang có đơn con này vải đẹp lắm, vải hàng khô khô đâu có con cá để tải này bán tặng thôi. Lên mã tặng xe chung là được con cá. Tặng bé thôi. Lên mã tặng xe tặng bé. Nha, lên mã tặng bé cho Nguyên là ok. Không đồn. Về Khánh Nguyễn. Hết rồi chị Hạnh Nguyễn ơi. Cái này lên mã set này cưng. Ngầu ngầu này chị em mix dài thể thao đi. Cái này chị em mình mang dạng ấy lên trên cổ nè. Xong khó. Không đà. Bé 6 lá trầu cho chị Trang Lâm Thắng Lợi. Bé 6 trầu cho chị Trang Lâm Thắng Lợi. Rồi cho Nguyên con nè. Nguyên một set này nè. Một cái quần ống sung nhá. Đẹp. Với một cái áo kiểu này nè. Đấy, size này 52 đổ về mang đẹp nhất. Em đi chị em set này 79k luôn. 79k nhá. Cầm em mã set 79. Hồi nãy hỏi chị Trang Lâm kêu chị Trang Lâm hỏi quần mì ấy. Mấy mã quần mì xịn đẹp. Cái này đây còn cầm nữa nè. Mì cặp đá luôn nè. Mì xịn cho Nguyên size 52 giá. Size 50, 52. Size 55 và size 57. 79 cho hàng ly. Mì cặp đá này có 1 ri à. Cặp đá 1 ri. Xịn lắm 79.000 luôn. Em không phải chừa con này mang chứ. Nhiều quá luôn rồi. Đơn chị vừa chốt xong em bỏ riêng ra. Như chị Huyền Anh. Nó chốt đơn chị Huyền Anh à. Bỏ cái của chị Huyền Anh qua đơn của chị luôn coi. Nó chị Huyền Anh cái áo nam xịn ấy. Áo nam không phải. Đây nè. Đó, màu đen đó, ngay tay đó. Ừ. Cái này con ri thôi. Đây. Ri này chị Huyền City. Anh. Đẹp lắm luôn 79.000. Này đã lắm luôn á. Phê pha luôn. 79.000 mình ôm một cái gì đó mới thành ra đây này. Bóc cái này đằng sau giờ sẵn. Bóc mấy cái áo này đằng sau giờ sẵn. Đó, bộ đỏ đỏ đó nè. Rồi mấy cái áo hết đi bé 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 lại tải lên tin bỏ lên nè. Thế rồi thôi cái này hàng mẹ hàng nhung rồi. Hàng nhung để vài hôm. Đó, lại nữa. Đó, bên này xanh này nữa nè. Xanh tên này. Đó. Cái này em còn mấy cái nữa vậy mình nè. Size 32 còn cái nè. Size 32 còn cái 49.000. Nhiều ít thì thôi em đi xe hàng lẻ lên lẻ như vậy mình ơi. 39.000. Mai lên bộ cao cấp. Mai lên bộ nữ cao cấp. Rồi cho Nguyên con nè. Comment mã này áo bé cho Nguyên size này dành cho bé nhà mình 32kg độ về. Chúc đẹp 32 chị TT. 32 đổ về chúc đẹp chị TT. Rồi con này 22. Hình cái cây size 22 kiếm 49.000. Hình cái cây. Con này đẹp khách nhà Nguyên nhận hàng ai cũng khen đẹp con này hết á. Cả sĩ cả lẻ. Không nghĩ là con này đi ra 49.000. Đó chị nào lấy cái này lên mã cái cây size 22 49.000. Khỏe quá. Áo nam hồi nãy anh thấy chị Bít Bít ơi. Cho Nguyên cái này lên mã cây cho Nguyên size 22 nhé. Cây size 22. Cây size 23, 25. Nha có được 2 cái. Cây 23, 25 luôn. Lên mã cây cho Nguyên nhé. Con này lên mã chữ size 23, 25. 32 em hết rồi chị Thu Lai. Có mấy con ở này lại tẻ này không có hàng nữa nhé. 49 con luôn. Mình mua vài con để dành cho con mà. Thế
bộ nó ai ghi em không thấy lỗi mà em thấy ngồi bì ghi lỗi của hay là bỏ lộn cái bì thế cái chữ nó cái chữ bì của chị á là thấy lỗi nó nhìn nhìn cái bì là lỗi của thì cái bộ đồ em không thấy lỗi cái gì mà em xem mất tiêu rồi nhớ chị nào lấy cái này lên luôn dùng em có đến 25 kg đó chị em mình nè 25-28 này 28 đâu có cái nó gạt sao rồi cái này còn 25-28 cái đổ về và giá này chị em 49.000 sao tối nay tương tác kia kém quá hề chậm ghê luôn ấy rồi xong anh cái này cột lại hả mà cột lại đi cột lại cái này cột lại cái này đi thế 2m2 trên này còn này 28 cho chị Mai Thí Diệu với số 4 trên nó 2m2 còn mấy mẫu đẹp lắm 49.000 rồi con này cho Nguyên nè bộ này thôi không cần quảng cáo nữa nhé em còn mỗi tuần này mà bán thằng nó đi bộ này bộ mũ size này 52 đổ về đó ngay tay của Hiền như cũng 2m2 phải có 2m2 hồi chiều trên nó 2m2 quá chừng 23 với lại 26 chị Huyền Anh size 23 với size 26 chị Huyền Anh luôn rồi trong nguyên mã bộ đỏ có mũ bộ này là bộ đuổi nha chị em mình ơi bộ đuổi mũ bán tặng nó nha quần ống bo hàng 125 em sale 85-89 gì đấy em bán tặng 69 luôn luôn có được mấy bộ à trong mã tặng tặng bộ đuổi nha chị em mình đuổi nhăn nha có mũ quần ống bo đi 69 thì nó luôn xây mờ thôi nha chị nào lấy bộ 69 trong nguyên là được xây mờ nhá mũ xây mờ không còn xây gì xây 52-55 là ok xả 69 giá này giá xả nhưng còn được mấy bộ bán tặng nó luôn cho nó gọn hàng nha chị nào lấy bộ 69 chút nhanh tay bộ 69k giá xả nha chị nào lấy ba bộ lên bộ trong nguyên còn được 4 bộ à còn chiếc máy thì đây mình đang coi like thấy không chị em mình ơi gì ngủ không gì ngủ không like tiếp nhé còn không ngủ thì quên nhé không thích tương tác gì trời sao cái mã này cái gì vậy trời hai mã mà đứng đơ con này có một cái tặng nó luôn chốt con này 20k chị nào đang có đơn chốt size 50 đẹp lắm size 50 nhé CL nhưng mà form nó không to phải có tông tàu đi 20 luôn chốt mã 20 chung là được con cái comment lên mã 20 chung là ok thiệt hàng quá chừng chừng mẹ không biết lên cái gì luôn vậy mình này không biết lên cái gì luôn á đi hàng lẻ lại bóc hàng lẻ rồi cho nguyên con này mì lết kiên size 48 size 48 đi nhé 69 nghìn luôn mì xịn nhé mì đây đỏ đó. Mì đây đỏ đó. Em không lên bộ bé chị ơi đi cái gì chứ hàng bé là không lên người ta cái dâm à cái xét à cái này bán tặng đi hai cái size nhỏ nhỏ cái dâm á size nhỏ nhỏ 48 đổ về á cái này tặng thôi bán tặng thôi đẹp lắm luôn ấy. Nhưng mà 48 đổ về nhận dâm nhé em đi combo này hai cái này luôn hai cái dâm thổ cẩm như này 48 cái đổ về nhé một cái váy kiểu và một cái dâm này, đẹp chưa trong nguyên con này 50k luôn đi hai cái luôn cái này và vừa bán vừa tặng em đi chỉ đi hàng mới nhé rớt mã lại vừa bán và vừa tặng 50.000 hai cái luôn chị nào lấy cái này một cái dâm và một cái váy 50k đây mã 50 chung là ok một váy và một dâm nhá hai cái 50 con này size 55 đổ về quần sung con này quần sung nhá 55 đổ về quần sung con này em đi cho em 69k luôn xịn hai cái luôn nha con này hai biên rồi ta con này vải hai biên hai biên nhá sale 69k size 55 lên mã quần hai biên cho Nguyên 69k size 55 quần sung cho Nguyên là được nhé sung hai biên xả 69 hàng 95 xả 69 cho Nguyên là được 50 hết rồi nha chậm thế ta thì lâu lâu mới thấy comment thế ta chung cho Kim like yêu con này đẹp lắm nè con quần mì công sở nha công sở mì đẹp chưa size 50
size 50. Con này em đi chợ mình 60k luôn. Con sở mì nha. Mì hàng ấy, mì tàu đấy, con này chuẩn mì tàu luôn ấy, 60 size 50. Đấy, ưa giá nào thì đọc giá đó thôi. Rồi một con quần công sở size 50. Một con quần công sở size 50. Size 50 form này quần à. Cái này cho chị Hạnh Nguyễn 60 này. Con này lên mã công sở size M. Size 50 kg và đi 60k luôn. Con này là hai biên. Công sở mì em hết rồi. Con này lên mã 60 trong là được. 60 size 50. Các mã 60 và size 50 trong là ok. Quần 60 và size 50. Quần 60 và size 50 trong là được như vậy mà nó. Công sở mì em hết rồi con. Rồi tiếp lên luôn dùng nguyên con này khác. Hai con áo gió bé. Con này size 27. Đi 55k luôn. Con này size 50 đạo 57 kg nhá. Ô lộn 20. Ủa, cái này bị lộn. Con này size 12 kg. Con này size 12 kg đi chợ mình 55k. Lên mã gió bé 12 kg đi 55. 12 kg và đi 55 nhá. Chị nào lấy gió bé chút gió bé cho nguyên lộ ok. Rồi tiếp luôn dùng nguyên. Size 13 chị. 101, bộ nó 101. Con này lên mã gió bé và size 32 luôn. Size 30 32 kg đổ về nè. Cái này cho chị Hạnh Nguyễn nè. 55k, con này size 30 32 kg, 55k. Lên mã gió bé size 30 32, 55k. Con này hôm qua mà chị nào không xem được live tiếp nè, giờ hết hàng rồi. Gần lai lãi gần 300 con, bây giờ không còn con nào luôn. Cho nguyên con này. 28 kg đổ về cho bé trai, con này đi 79k. Hàng tàu nhé. Lên mã mũ cho nguyên 28 kg đổ về. Chị có có một cái bộ. Cái bộ lụa nó còn sót lại bộ kia. Ừ. Thả thả mấy cái cặp hàng lẻ nó xuống qua cho em đi chị. Xe hàng lẻ thôi, VX này xe hàng lẻ thôi. Cho nguyên con này nhá, mũ 79k. Mũ tàu nha. Size 28. Chị nào lấy mã mũ bé cho nguyên là được. Size 28 kg đổ về và đi 79k. Con này chị nào hôm qua không xem live tiếp nè. Còn bộ mã đẹp không? Rồi tiếp luôn dùng con này. Hàng Quảng Châu nha. Một con này, một con mũ bé trai nữa nè. Size 25. Size 25, mũ bé trai size 25. Con đó size 28 chứ con này size 25. Đi 79k. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Còn được cái đó chị nào lấy chắc nó. Rồi lên mã bộ lụa nè. Tì. Ở thấy nhiều chị hỏi cái mã này luôn mà. Cái bộ lụa đem còn được hai bộ này. Size 57 đổ về này. Bộ lụa sang. Áo tay dài và quần dài còn được hai bộ mã này 95k. Lên mã caro đen và mã ép xanh được hai bộ, bộ này cưng. 95k và size 57. Bộ lụa 95 size 57 được hai bộ nhé chị em ơi. Lụa 95k. Size là size 57 đổ về là chị em chốt đẹp nha. Lên mã caro đen. Lụa xanh là bộ nào ta? Lụa xanh này đúng không? Lụa xanh này đúng không? Giờ mới lên bộ lụa xanh này. Rồi 95.000. Rồi bộ lụa caro đen size 57 đi 95.000. Bộ này rất là rẻ luôn các chị em. Rất là rẻ chứ không phải là rẻ. Cho này, cho lên luôn dưỡng mã này là mã caro đen chung là được nhá. 95.000 caro đen. Caro đen. Ok chị. Con này size to. Bộ này lên mã sang. Cái này trung tuổi xíu. Còn một màu đen hả? Ừ. Kết hợp màu đen, bộ này sang. Lên mã này cũng là lụa cho nguyên là được. Size đến 60 cho size XL. Con này em đi 79k. 79k nha. Chốt mã bộ lụa 79k, size là size XL như vậy mình nhé. Ai lấy bộ lụa 79 size XL chốt, size đến 60 có được bộ à. Cái này mà chị em mình mua cho mẹ mình trung trung tuổi. Hoặc là chị nào trung trung tuổi cũng đẹp. Cho nguyên con này nhé, đường cái. 79 nhìn đó con à. Chị nào lấy lụa to, thích lụa to cho người được 79k. Lụa to và 79 nghìn. 79 cho dịu hồn. À cái này là hàng cái đây chị. Cái lồng này. Hàng xạ hàng cả gì đó hả? Hàng khách VIP đó à. Đúng là làm mẹ thiên hạ hết trơn. Ê. Sợ
con này em bán tặng, lấy mã tặng bé đi chị em mình ơi. Con này em đi 55k luôn, có mấy cái lẻ lẻ nè, 55k cái này toàn theo chị em mua về cho con cũng được, size 40-42 nhưng nguyên vẫn mang vừa như vậy mình ơi. Cái nào nguyên vẫn mang vừa được ấy, cho nguyên con này. Lên mã này là mã đùi cho nguyên cho bé. Đi hồi nãy đọc bao nhiêu tiền, 55.000. Đùi cho bé 55 nhé, chị nào lấy đùi bé 55 cho nguyên là ok. Rồi cái này còn cái, hàng này hàng máy ta. Lên mã riêng xịn cho nguyên 89.000. Xe S. Con này xịn lắm luôn ấy. Đi nói chị em mình con này 69k đi. Hàng này em đang đi 89k đúng không? Chị em mình hai mua là biết rồi nè. Xe S nhá, lên mã đùi xe S cho nguyên là được. Giá lên chị em mình con này là 69k luôn. S. S69. Mấy giờ rồi không lẽ ao ra vô lại, 10 giờ không lẽ ao ra vô lại ta. Vì vẫn chán trường với sợ luôn. Rồi tiếp luôn cho nguyên con này. Em ao ra vô lại đi chị em mình ơi. Ao ra vô lại nửa tiếng này nhé. Chiếc loa này không lên hàng được nha. Em ao ra vô lại nửa tiếng nữa nhé. Quay cái cây like qua phía kia đi. Đứng bên kia bóc vô chắc là chị xe hàng lẻ thôi. Em ao ra vô lại xíu chị em mình ơi. Không lên được hàng luôn ý. Tôi sẽ ép toàn bộ hàng xe này nè. Xe Thiên Bình. Con nặng cân này. 59k luôn. Xe ép luôn. Lên mã lỡ xe ép. Những con nào chị em không chốt phí nè. Riêng cái gì với những con nào mà đi 69k chị em mình không chốt phí nè. 69.000. Hàng 89 mà. Xả 69.000. Con này lên mã lỡ xe S cho nguyên là ok. Lỡ xe S cho nguyên nhé, 69k nốt luôn. Lỡ 69. Một con quần riêng giá dài. Nha, riêng giá dài. Con này bị lỡ rồi. Con này bị lỡ rồi. Con này bỏ riêng ra. Rồi em ao ra vô lại như vậy mình ơi. Ao ra nhé, ao ra vô lại như vậy mình ơi. Em không lên được hàng luôn.